Tâm An và kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Vết nứt, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lan Đình. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống vô cùng gay cấn về chuyện tình cảm của Hồng Trang khi phải đối diện với người chồng tệ bạc cùng với một người chị vô cùng bỉ ổi. Và ngày hôm nay cô ấy quyết định ra sao? Ly hôn hay là tha thứ cho chồng? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Buổi tối hôm đó Khi Tài say ngất ngường trở về nhà Thì phát hiện ra căn phòng của hai vợ chồng mình Giống như bị đồ chủ Ả à, nhân tình mấy ngày không gặp là Hồng Điệp Đang ngúc ngoắc chân Nằm bấm điện thoại trên giường của anh ta và Trang Toàn bộ đồ đạc cá nhân mà Trang để lại Liền bị cô ta gom lại và nhét vào hai cái bao tải Đặt trong góc phòng Trong tủ đồ đựng đồ đạc của hai vợ chồng Bây giờ là một lô một lốc những quần áo, giày dép vật dụng cá nhân của Hồng Điệp. Ai cho cô tới đây? Làm sao cô có thể tự tiện tới chỗ này? Còn tung hê mọi chuyện lên với cha mẹ của tôi. Cô quên thỏa thuận lúc trước của chúng ta rồi sao? Nhạc tới cái thỏa thuận đó, bây giờ Tài mới cảm thấy lúc xưa mình quá ngu ngơ. Ngu ngơ đến mức độ nào chứ? Anh ta như bị ma xuôi quỷ khiến khi tin lời của Hồng Điệp rằng chuyện chung trả giữa hai người đối với cô ta chỉ là một hành động để giải quyết nhu cầu sinh lý. cô ta một hai gì già dạ bên tai hắn là không bao giờ để lộ chuyện cho người thứ ba biết, cũng như không bao giờ làm tan nát gia đình của em gái mình. nhưng mà hóa ra hắn ta đã coi thường lòng tham không đáy của con đàn bà này rồi. đôi mắt đỏ ngầu vì men say của tài long lên sòng sọc, hắn ta đưa tay túm lấy tóc của điệp, kéo cô ta khỏi gối và gằn lên từng tiếng cô khôn hồn thì cút ra khỏi căn nhà này. Đừng có chọc cho thằng này nổi điên. Tôi có ngu ngốc lắm, mới lại tin lời của cô. Làm cho gia đình của tôi bây giờ xào xáo. Làm cho cuộc sống của tôi bây giờ khốn nạn đến mức này. Bạn nãy khi hắn ta nam đã chân nam đá chân chiêu bước vào nhà, thì đã được chào đón bằng một chàng chửi rủa liên tục bất tận của mẹ. Kèm theo đó, người cha luôn luôn trầm tính. Từ bé tới lớn chưa hề ra tay với hắn. Lúc này lại quyến cho hắn Mấy chục gậy vào người Nếu là bình thường thì Tài có thể chạy nhanh nhạy mà tránh Nhưng tiếc là ngày hôm nay Hắn ta nhậu quá say Đi còn không vững Nói gì đến chuyện tránh đòn chứ Thế nên Tài chỉ có thể ngồi gục dưới sàn nhà Và chịu đựng trận đòn thịnh nộ Của cha già và mẹ già thôi Mặc dù ông hay nghĩa sức khỏe ốm yếu nhiều năm Gần như liệt giường Nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay Ông lại giống như thay đổi thành một con người khác Ông cứ như vậy đập hắn không thương tiếc Cứ đập mãi Rồi ông cũng hết sức lực Ông ngồi sụp trên bộ ván gỗ Đấm ngực thùm thụp Luôn miệng kêu than Đúng là nhà này vô phước Mới sinh ra cái thằng con trai khốn nạn không ra gì như mày Làm nhục mặt cha mặt mẹ Mày là cái thứ đàn ông vô đạo đức Cái thứ còn cháu bất nhân bất nghĩa mày làm ra chuyện tẩy đỉnh như thế trời đất ơi bây giờ tao tao với mẹ mày còn mặt mũi nào bà gặp anh xui ở dưới suối vàng đây tài và mẹ phải vất vả lắm mới dỗ dành được ông ngôi bớt mà đi nghỉ trước khi đi ông hai nghĩa còn ra tối hậu thư với vợ với con tôi không cần biết mẹ con bà làm bằng cách nào nhất định phải tống cái con đàn bà không biết xấu hổ kia ra khỏi nhà cho tôi. Nếu không thì mẹ con bà cuốn gói theo nó luôn đi. Thằng hái nghĩa này, chỉ có một đứa con dâu duy nhất là con Trang thôi. Cháu nội của tôi chỉ có mình Mỹ An thôi. Liệu mà làm đi? Tại biết cha mình cứng rắn tới mức nào. Vì vậy giờ phút này hắn ta như được củng cố thêm sức mạnh khi đối mặt với Hồng Điệp tôi nói gì với cô nào chơi bời là chơi bời thằng này không bao giờ đánh đổi hạnh phúc gia đình chỉ vì những giây phút ngoài vợ ngoài chồng đâu không phải là cô nói rằng đó chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý của nhau thôi à thế tại sao bây giờ cô bắt tôi phải chịu trách nhiệm với cô tôi nói cho cô biết không bao giờ tôi bỏ vợ bỏ con cô cũng đừng nằm mơ là cô sẽ trở thành con dâu của nhà này hồng điệp đưa đôi bàn tay với chùm móng nhọn cào cào vào tay của Tài để giải thoát cho bản thân. Sau đó, à cất cao giọng cười để chế giễu hắn ta. Ừ. Ai, đúng là nực cười. Cái lúc anh đè tôi dưới thân mình ấy, nói ra bao nhiêu lời ngon ngọt, có bao giờ anh nghĩ đến vợ, đến con của anh ở nhà không? Bây giờ thì sao? Tôi đang mang trong mình giọt máu của nhà anh đấy. Và đương nhiên, Tôi phải tìm một vị trí xứng đáng cho mẹ con tôi Để có thể đặt chân chứ Cô nói gì? Cô có bầu Vậy... Vậy Trang... Chàng... <laughs> Đương nhiên là nó biết rồi Anh không nhận cũng không sao Cha mẹ anh nhận là được Anh đừng nhìn cha mẹ anh khi nãy tức giận như vậy mà lầm Chờ sau khi nghe được cái thai trong bụng tôi có thể là con trai Thế nào ông bà ấy cũng im miệng Con người mà Có ai mà không ích kỷ đâu con trang nó không sinh được con trai nối dõi cho nhà anh ấy thì tôi có cho nên cái việc mà thuyết phục cha mẹ anh để tôi ở lại đâu có thành vấn đề anh nghĩ rằng tôi trông chờ vào tình yêu của anh lắm à cái tôi cần ấy chỉ là một danh phận mà thôi cô ả à hài lòng khi nhìn thấy vẻ ngơ ngác rồi không phục của tài nhếch môi cười nói anh cũng nên chấm dứt cái giấc mộng hão huyền là con trang ấy nó sẽ tha thứ cho anh đi. Nó là em gái tôi, sống chung bao nhiêu năm, tôi biết rất rõ, một khi mà nó quyết tâm làm chuyện gì thì cho dù trời có sập xuống, nó cũng không bao giờ thay đổi ý định đâu. Lần này thì Tài hoàn toàn tin lời cô à và không thể nào phản bác, bởi vì ban chiều hắn có dịp chứng kiến sự sắt đá mà một người vợ vốn dịu dàng của hắn thể hiện ra bên ngoài hắn ta biết hồng trang không bao giờ tha thứ cho hắn bởi vì dường như vợ của hắn bây giờ đã tìm được bến đỗ mới chiều hôm nay hắn ta mặt dày tìm tới tiệm thuốc vô tình phát hiện một tên đàn ông có cử chỉ vô cùng thân thiết với vợ của hắn hôm nay là ngày đầu tiên trang mở cửa lại quầy thuốc sau khi lo xong chuyện tang ma cho cha mình không ngờ cô lại gặp người quen cũ buổi sáng Trang vừa mở cửa quầy thuốc được khoảng một tiếng đồng hồ thì chiếc ô tô màu trắng có phần quen thuộc của khởi lại xuất hiện. Anh nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của Trang cũng không phật ý, chỉ đầy nhẹ cánh cửa kiếng bước vào với phong thái đầy thoải mái và tự tin. Sao thế? Cô không nhận ra tôi à? Không phải, à, chỉ là tôi không nghĩ anh lại xuất hiện ở đây vào buổi sáng sớm như thế này. Anh đón lấy cốc nước mà cô đưa tới ực một hỡi dài đầy sảng khoái. Tuần này tôi có việc cần phải giải quyết dưới này. Thật ra tôi tới đây từ thứ hai đầu tuần, cố ý lặng qua lặng lại chỗ này mấy lần, nhưng mà đều thấy tiệm thuốc của cô đóng cửa. Thật ra, nhà tôi có chút chuyện, nên... À, chuyện đó thì tôi biết. Xin chia buồn cùng với gia đình cô. Chàng bối rối, chìa tay ra, nắm lấy bàn tay nóng ấm rộng rãi của anh, Khởi xiết nhẹ tay Rồi cô lịch sự buông tay ra Nhưng làm sao anh biết Chiều hôm qua người hàng xóm phía bên kia đường Thấy tôi cứ dòm ngó tiệm của cô Nên là quyết định chặn tôi lại để hỏi chuyện Bà ấy tưởng tôi là phường đạo tặc Đang đi điều nghiên địa hình đấy Anh đi công tác dưới này với sếp sao Sếp á à? Sếp của tôi á à? à ừ Cũng coi như là đúng Nhận thấy thái độ lấp lửng không mấy tự nhiên của Khởi, Trang nghĩ rằng anh không được thoải mái khi mình tò mò về công việc riêng của anh. Vậy vậy, cô kiếm chuyện đánh chống làng. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì sao? Hay là cái xe lần trước? Chưa nói hết câu mà Trang lại bị đưa cả người là do dạo gần đây bận rộn quá nên cô quên khuấy cái chuyện đền bù chiếc xe cho khởi cùng với số nợ lần trước mà anh chi trả tiền viện phí cho con gái cô không vậy chuyện đó đâu không phải tôi nói với cô là chuyện sửa chữa cái xe đấy có bên bảo hiểm lo rồi sao tôi chỉ muốn đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của con gái cô thế cháu như thế nào rồi tiện thể mang cho cháu nó chút quà thôi khởi rút từ trong chiếc túi sách nhỏ vẫn đeo bên hông ra một hộp sô cô la hình vuông với vẻ ngoài cực kỳ sang trọng và bắt mắt anh đưa tới trước mặt trang cái này là do người ta cho tôi nhưng ngặt nỗi nhà không có con nít Mà cứ để hoài trong tủ thì phí Tôi nghĩ con gái của cô Chắc là thích mấy thứ quà ngọt như thế này Hai tiếng cười gượng sau cùng Là ánh mắt của Khởi Chạm vào vẻ mặt nghiêm túc của Trang Anh biết là cô đang thắc mắc Quả nhiên Trang nhìn hộp bánh đang yên vị trên bàn Ngước mắt lên hỏi thằng thừng Sao anh tốt với người lạ như mẹ con tôi vậy? anh có ý đồ gì có phải không khởi lúc này thu lại nụ cười trên môi nhìn cô không chớp mắt lúc nào cô cũng đề phòng ý tốt của người khác như thế này sao không phải ít nhất là trước đây không phải như thế nhưng mà anh khởi này gần đây tôi trải qua một số biến cố không thể nào tưởng tượng được cho nên cuộc đời lại dạy cho tôi là những thứ tốt đẹp không bao giờ tự mình tìm đến với chúng ta Thứ miễn phí duy nhất trên đời Chỉ có nước mưa Và phân chim trên trời rơi xuống mà thôi Chàng cửa nhạt Đầy hộp kẹo về phía khởi Trong lúc vội vã Cô vô ý đụng chúng Làm rớt cái ly thủy tinh xuống sàn nhà gạch men Một tiếng độ lớn vang lên Chiếc ly vỡ tan tành Chàng hốt hoảng vội vàng cúi xuống Muốn gom các mảnh ly vụn vỡ Bởi vì cô sợ con gái đang đi phía sau nhà Bước tới lại bị mảnh thủy tinh cứa vào chân. Nhưng mà tay của cô vừa kịp chạm đến mảnh vỡ nào, thì liền có một đôi bàn tay khác chặn lại ngay. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc không thương lượng của khỏi, cô đành rụt tay lại. Hai người chưa kịp phản ứng, thì từ ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Tình tứ quá nhỉ? Hai người đang làm cái gì thế này? Đang đóng phim tình cảm đấy à? Chàng nhíu mày nhìn ra ngoài, nhận thấy người chồng đã biến mất hơn nửa tháng của mình bây giờ đang xuất hiện trước mặt. Con dề quý hèn nhát của cha cô không dám xuất hiện trong đám tang của cha vợ nhưng giờ đây lại đang đứng hiên ngang trước mặt cô. Bởi vì Tài biết rõ hành động trái đạo lý luân thường của mình đã bị phát hiện hắn ta sợ ông ba và Thắng sẽ nện cho mình một trận cho nên suốt từ lúc đưa ba Trang về nhà cho đến khi an táng sau đó đến tận lễ cúng 21 ngày hắn ta cũng chưa một lần dám ló mặt đến anh tới đây làm cái gì giữa hai chúng ta đâu còn gì để nói với nhau chàng hỏi hắn với giọng lạnh lùng nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười khẩy của hắn anh ta tự nhiên như không đẩy cửa bước vào tiện thể huých vai đẩy khởi ra xa khỏi chỗ đang đứng thái độ khiêu khích rõ mồn một, một tiệm thuốc của nhà tôi đây là nơi của vợ và con tôi làm sao tôi lại không tới được chứ à hay là em không mong tôi tới chứ gì để em tiện bề hẹn hò mấy thằng đàn ông khác ở đây có phải không <laughs> anh cầm cái mồm đi anh không có quyền sỉ nhục tôi không có quyền mẹ kiếp thật ít nhất cho đến tận giờ phút này tôi vẫn là người chồng hợp pháp trên giấy tờ của cô cô có đàng điếm ăn chơi có lén phén với ai trước kia hay không ấy tôi không cần biết nhưng hiện giờ cô vẫn còn đang là vợ của thằng này cô phải chừa mặt mũi cho tôi. Bước ra đường chứ, cô hiểu không? Nghe thấy những lời này của Tài, Trang thức giận đến mức chỉ biết phát ra tiếng cười buồn bực. <cười> mặt mũi á? Anh nói như vậy mà không biết xấu hổ à? Anh nghĩ xem, cái câu chuyện tầm lợm của hai người bây giờ có còn là cái bí mật của cái xã này hay là của cả cái huyện này nữa không? Mặt với trả mũi, đổ mặt dày trơ chẽn. Cô vừa nói ai chơi chẽn hả? Cô dám ăn nói với chồng cô như vậy đi à? Lương Hồng Trang, lâu rồi, không cho cô biết tay. Thế rồi bây giờ, cô lên mặt với tôi có phải không? Vừa nói, Tài vừa sân tới, giờ cao tay phải lên. Trang nhìn thấy hành động này của hắn, biết là ngày hôm nay mình khó có thể tránh được nỗi đau thể xác. Nhưng bây giờ mọi chuyện đối với cô không còn quan trọng. Hắn ta đánh cô, cô lại càng có lý do để chấm dứt cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt. Chàng đưa khuôn mặt của mình lên, liếc về phía hắn và thách thức. Sự khinh miệt trong ánh mắt của Trang khiến cho Tài thực sự mất đi sự khống chế. Hắn ta dùng hết sức, quất mạnh bàn tay xuống. Thế nhưng đau đớn trong dự liệu lại không đến với Trang. Lúc cô mở mắt ra, chỉ thấy Khởi đang cầm lấy bàn tay của Tài, bẻ quạt về phía sau lưng. Trên khuôn mặt trắng trèo của Tài, đang còn in đậm hình dấu quả đấm của khởi miệng của hắn ta lúc này tứa máu khởi đưa tay nhấn hắn quỳ dạp xuống đất và gằn giọng ra tay đánh đàn bà con gái huống hồ là người phụ nữ đó lại còn chính là vợ của mình anh thật sự không đáng với hai chữ đàn ông thực sự là đê tiện mẹ kiếp cái thằng này buông tao ra thằng chó mày muốn làm gì đây là chuyện riêng của gia đình tao không đến lượt máy sen vào khôn hồn thì cút đi, cút! Mặc dù đau đến mức tái xanh cả mặt, nhưng Tài không bỏ được cây thói mạnh miệng du côn của mình. Hắn ta vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của khởi. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. So với một người đàn ông vạm vỡ, đầy cơ bắp như khởi, bộ dạng công tử mạnh khảnh, cùng với cơ thể bị ăn chơi bào mòn này của hắn ta, đâu phải là đối thủ của khởi chứ. Sau so một hồi vùng vẫy chán chê, cái kết cục mà Tài nhận được chính là bị khởi, túm lấy tay và ném ra ngoài đường. Hắn ta ngã rúi rụi vào khoảng đất trước sân trong sự chỉ trò của mấy bà hàng xóm. Đúng là mấy người nhiều chuyện xung quanh nhà. Không một ai tới đỡ hay là nói dùm cho hắn ta một câu. Mọi người chỉ nở một nụ cười hà hê sau đó tiếp tục dì dào bàn tán. Tài vừa đau lại vừa xấu hổ nhưng mà hắn chỉ có thể hậm hực đưa mắt liếc về phía trang đang đứng trong quầy cùng với Khởi. Sau đó, hắn chỉ còn cách lên xe và rổ máy chạy đi. Hắn mang theo sự hậm hực tức tối, cùng với khuôn mặt bầm dập, hắn không dám về nhà sớm, chỉ có thể lùi vào quán bia, ven đường và kêu một cô em lên hầu bia hầu rượu hắn. Cứ như vậy, hắn ngồi uống một mình cho đến tận đêm khuya. Sau đó hắn trở về nhà, lại nhìn thấy ả à nhân tình chơ chẽn của mình đã dọn đồ tới nhà, ngang nhiên sống trong nhà của hắn bực bội còn tức giận khiến hắn ta dẫn đến trận tranh cãi nầy lửa này mặc dù không muốn nhưng tài phải thừa nhận hồng điệp nói đúng tim đen của hắn chọc vào nỗi sợ sâu sắc nhất trong lòng của hắn ta lúc này chàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn dường như cô đã có một sự lựa chọn tốt hơn ngay sau khi hắn ta rời đi tài nhớ đến thứ cảm giác lạ lẫm khi nhìn người vợ đầu ấp tay gối hơn 2 năm của mình sau hơn một tháng cách biệt. Chàng ốm đi rất nhiều, gương mặt dần dần trở lại, nét thanh tú giống trước đây. Những ngày tháng vất vả gần đây khiến cho cô chút bỏ được số năng lượng dư thừa, tìm về vóc dáng gần như thời con gái. Nhưng chàng không còn là của hắn nữa, bởi vì cô ấy có người khác rồi. Trong men say chánh choáng, hắn ta dường như không còn phân biệt được nữa. Nhìn chằm chằm hồng điệp sau đó, lại nhìn cô ta biến thành trang, chuyện này là như thế nào chứ? Ghen hờn cùng với tự ái của đàn ông khiến hắn ta như mất đi trí nhớ, đưa tay túm tóc người đàn bà trước mặt, sau đó tặng cho cô ta những cái tát như trời giáng, tại vừa đánh vừa thốt lên những câu từ hằn học. Cô thách thức tôi à? Chát chát. Cô dám phản bội tôi à? Phản bội này, này thì phản bội này. Hồng Điệp không kịp trở tay, cộng thêm với sức yếu, cho nên cô ta chỉ có thể bắt buộc phải chịu đựng trận đòn ập đến bất ngờ này. Lúc mà Hồng Điệp ngỡ như tài chấm dứt cho bạo lực không tường này thì hóa ra nó chỉ mới bắt đầu. Trong cơn cuồng loạn, tài bắt đầu xé quần áo của cô à, bất chấp sự phản đối của Điệp. Chuyện ái ân nồng nhiệt của hai người từng là niềm kiêu hãnh của Điệp khi mà khoe mẽ trước mặt trang, nhưng bây giờ lại biến thành cực hình kinh khủng với cô à? Tài vứt hết sự dịu dàng và say mê vốn có, sử dụng cô ta như một công cụ phát tiết sự phẫn nộ của chính mình, không hề để ý đến những giọt nước mắt cùng với lời cầu xin đến khàn giọng của Điệp. Bọn họ như hai con dã thú, cắn xé lẫn nhau vì lòng tham và sự ích kỷ của chính mình. Má, đưa tiền cho tôi đi khám thai. Bà phấn thản nhiên nhìn vào gương mặt sưng húp của Hồng Điệp lắc đầu lạnh lùng. Tại sao tao phải đưa cho mày? Mà còn nữa, có cưới hỏi gì đâu. Mà mày gọi tao là má. <laughs> má, má con con cái khỉ gió. Mày đừng tưởng bước vào nhà này là dễ dàng. Để con trai má, không phải vào tù chứ sao. Có muốn tôi đi thưa, tôi trình báo công an chuyện nó làm với tôi không? Bà vẫn nhìn khuôn mặt bầm dập cùng với dáng đi khép nép của Điệp thì phần nào hiểu ra vấn đề thằng con quý tử của bà tối hôm qua sau khi say xỉn về nhà lại làm nên chuyện gì không biết đến bây giờ bà phấn mới nhận ra chỉ có khoảng thời gian khi mà vừa cưới hồng trang thì tài mới sống nên người một chút còn lại là khoảng thời gian lông bông và bất trị thế nhưng bởi vì quá yêu thương con trai nên bà phấn luôn ra sức nuông chiều bao biện cho nó trước mặt ông chồng khó tính của mình cho nên bây giờ Tài đã hình thành cái thói côn đồ Không thể nào kiểm soát được Quý tử mới vừa trở về Bà vẫn không thể nào để cho Tài dính dáng đến pháp luật Cho nên chỉ đành tặc lưỡi Ai, Thế bao nhiêu? 15 triệu 15 triệu? Mày tưởng tao là cái máy in tiền à? Đi khám thai chứ cái gì đâu Mà mày cần 15 triệu Nhắc đến tiền bạc mặt của bà phấn đỏ bừng bừng sẵn sàng bật chế độ chiến đấu tới cùng nhưng lời nói tiếp theo của điệp lại chẳng khác nào chậu nước lạnh tưới vào than hồng khiến cho trí khí của bà phấn xẹp xuống nhanh chóng má không nghĩ xem con trai của má làm tôi ra tới nông nỗi này ai biết được cháu trai của má có còn giữ được hay không con vừa nói gì con nói rằng đứa bé trong bụng của con là con trai sao má sắp có cháu trai sao thì đúng rồi cái thai này được ba tháng mấy hôm rồi tôi đi khám bác sĩ nói rồi có thể đó là một đứa con trai vừa nói hồng điệp vừa liếc mắt quan sát sắc mặt của bà phấn quả nhiên khi nghe đến hai từ con trai bà ta khựng người hai mắt sáng lên rõ nét mặt biến đổi nhanh chóng nét hằn học trên gương mặt của bà phấn từ từ biến mất để lại một nụ cười già là Bà ta nhào tới nắm lấy tay Điệp, cười với vẻ thân thiện lắm. "Trời đất ơi, sao con không nói sớm cho má biết, rồi cháu nội của má có bị làm sao không? Ui giời ơi cái thằng trời đánh đấy. Ôi, ngày lúc con vợ có co thai mà không biết nặng nhẹ. Đợi má một chút, má vào lấy tiền cho con nhé." Hồng Điệp nhìn bộ dáng vội vã của bà phấn, trong lòng không khỏi khinh thường. Cô ta bĩu môi lầm bẩm: lật mặt nhanh như vậy sao <laughs> thế mà tại sao bà lại không đi bán bánh tráng luôn cho rồi đưa tay vuốt vuốt chiếc bụng đang còn phẳng lì cô ta nhìn những vết bầm tím trên tay và khắp cơ thể của mình ánh mắt lại toát lên một vẻ âm u cháu trai sao nghĩ hay lắm bộ bà muốn là được à cũng không biết bà phấn nói gì với chồng nhưng sau đó thái độ của ông hai nghĩa đối với hồng điệp lại trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều ông không còn nhắc đi nhắc lại chuyện đuổi hồng điệp ra khỏi ngôi nhà này nữa bởi vì suy cho cùng người đàn ông này vẫn đang mang một tư tưởng cổ hủ của những người ông già quê xưa luôn luôn muốn có một đứa cháu trai để nối dõi để có thể ngừng mặt với tổ tiên và họ hàng khi trăm tuổi lại có người chống gậy đi đưa bình thường ông nghĩa rất thương con dâu và cháu gái nhưng mà đứng trước lựa chọn giữa một đứa cháu trai đích tôn với mẹ con trang thì dù trong lòng còn áy náy lẫn xấu hổ nhưng mà ông cũng không ngần ngại gạt bỏ mẹ con trang ra khỏi sự lựa chọn của ông tin tức sắp có cháu nội đích tôn khiến cho bà phấn trở nên nhiệt tình hơn với công cuộc thúc đẩy thủ tục ly hôn giữa con trai và con dâu lần này bà ta đích thân tìm đến quầy thuốc của trang để ép cô ký vào giấy thỏa thuận ly hôn nói là thỏa thuận ly hôn cho sang mồm chưa thật ra những điều khoản trong đó đều nghiêng về việc bảo vệ cho lợi ích của con trai bà ta bà phấn đặt điều kiện với trang nếu như cô không muốn bị tài tranh chấp quyền nuôi dưỡng bé mỹ an thì phải ký thỏa thuận từ bỏ quyền sở hữu mảnh đất và tiệm thuốc mà cô đang kinh doanh Má không thấy, má và con trai của má đặt ra điều kiện này là quá vô liêm sỉ hay sao? Con bé Xíu là do một tay con chăm sóc từ bé tới lớn. Anh Tài đã nuôi nó được ngày nào chưa? Thế mà bây giờ trở mặt rồi tranh chấp quyền nuôi dưỡng với con sao? Má có bao giờ nghĩ dù sao cái Xíu cũng là cháu nội của má chưa? Không cần phải nói quá nhiều làm gì, biết điều, ký giấy tờ đi rồi cuốn gói ra khỏi chỗ này. Đỡ cho con trai của tôi và cô phải đi đến kiện tụng lòng vòng, mệt mỏi lắm. Nhanh chóng ký đơn ly dị, rồi đem con gái của cô đi đâu thì đi. Để cho thằng Tài nó rộng đường mà đón cháu nội đích tôn của tôi về. Thì ra là như vậy, Hồng Trang không thể nào tưởng tượng ra mẹ chồng và chồng của cô lại có thể đê tiện tới mức này. Bản thân họ muốn thúc đẩy nhanh quá trình ly dị, để cưới vợ mới Nhưng lại có ý nghĩ Muốn thâu tóm cả tài sản mà cô vất vả tích cóp Họ ăn cái gì Mà da mặt của họ Có thể dày đến mức như vậy chứ Con không ký Má đừng có mơ Biếng đất bà căn nhà này Được xây phần lớn từ tiền riêng của con Cho dù má hay tài có muốn cướp trắng Cũng không dễ dàng đâu Chắc là má không biết Bé xíu ấy Nó chưa đủ 36 tháng tuổi đâu nếu ra tòa dù như thế nào Thì con cũng được quyền ưu tiên chăm sóc cho con gái con Má đừng hỏng lợi dụng chuyện này Để bắt chẹt con Bà Phấn lần này đụng phải thái độ kiên quyết của Trang Bà cảm thấy vô cùng bất ngờ Trong thâm tâm và suy nghĩ của bà ta Cái chuyện ép Trang ký giấy này Thật ra là vô cùng đơn giản Bởi vì bà ta thừa biết Trang yêu thương bé xíu nhiều như thế nào Cô ta không bao giờ Vì đánh đổi vật chất mà để con gái rời xa mình. Bà phấn đào mắt, đang suy nghĩ tìm một cái cớ gì đó, thì nhìn thấy chiếc ô tô dừng bên kia đường và một người đàn ông đang bước xuống xe. Lúc này bà ta liền nhớ đến tin tức mà mình dò la được là gần đây có một người đàn ông thường lui tới tiệm thuốc, có vẻ rất thân thiết với mẹ con Trang. Thế rồi bà ta hét toáng lên, chỉ tay vào mặt của Trang. Cô nói ngay, cô sống chết muốn giữ cái nơi này để kiếm chỗ hẹn hò tỉnh tứ với người đàn ông kia có phải không à thì ra là thằng kia thế mà cứ tưởng là tôi không biết à tôi nói cho cô hay đừng có hòng đem tiền bạc tài sản của con trai tôi đi nuôi thằng khác không có cửa đâu dạ thưa bác bác già rồi nhưng ăn nói cẩn thận một chút à con mắt nào của bác thấy tôi lấy tiền lấy tài sản của nhà bác vô an giá họa như vậy bác không sợ trời đánh hay sao? Lúc nãy bà Phấn nhìn thấy chiếc ô tô cũng không suy nghĩ nhiều. Bà ta chỉ muốn tìm một cái cớ để mà lấn át Trang. Nhưng bà ta không ngờ đối tượng mình nói đến lại xuất hiện ở đây ngay lúc này. Mặc dù lúng túng và sợ hãi khi nhìn thấy thân hình vạm vỡ của khởi. Nhưng bà Phấn lúc này chỉ đành giáng sức, mạnh miệng mà nói thôi. Này cái cậu kia, cậu im đi. Đây là chuyện của nhà tôi. Tôi dạy con dâu tôi. Liên quan gì đến người ngoài như cậu? Hay là... Hai người thực sự có chuyện mờ ám cho nên mới phải bênh nhau chằm chặp như thế? Cái thái độ cả vú lấp miệng em này đối với Khởi quả thật là rất quen thuộc. Anh nhanh chóng nhận ra đây chính là mẹ chồng cực phẩm của Hồng Trang. Cái tính cách và cái đức hạnh này y trang tiên chồng vô dụng của cô ấy. Khởi chỉ mới kịp buông một tiếng cười buồn bực thì người đàn ông bạm trợn đi bên cạnh anh lúc này không còn nhịn được nữa. Anh ta đưa tay sách cổ bà Phấn lên, trợn mắt hỏi. Này cái bà già mắc dịch kia, chó có thể ăn bậy, nhưng mà không thể nào sủa bậy. Bà có bằng chứng không? Bà dám nói anh tôi như vậy. Cẩn thận, rồi hết cả răng hàm ra bây giờ. Anh ta cứ giữ dứ, dứ nắm đấm, sau đó còn lại sát mặt bà Phấn gắn lên từng tiếng một. Lúc này mặt bà Phấn không còn một giọt máu, chỉ biết lắp bắp đẩy anh ta ra. Này này nhá, cậu không được làm bậy Cậu mà làm bậy, tôi báo công an Gô cổ hết mấy người bây giờ Ý, trời đất ơi Bà làm tôi sợ quá Tôi sợ thêm một chút nữa Lỡ tôi xiết cái tay này Cô phải là toi cái mạng của bà rồi hay không Vừa nói anh ta liền kéo cái tay Đang nắm cổ áo bà phấn Bà ta lập tức cảm thấy hít thở không thông Chỉ biết đưa tay liều mạng Đẩy anh ta ra Bỏ ra bỏ ra thôi 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 hoàng chuyện đâu còn có đó buông người ta ra đi đừng có gây chuyện ở đây đây là nơi của bạn tôi kinh doanh nãy giờ khởi đang đứng tựa quầy thuốc nhìn người bạn đi theo anh ta dạy dỗ cho bà phấn một bài học tới chừng thấy là đủ rồi đấy anh ta liền lên tiếng can ngăn người đàn ông tên hoàng đang còn xiết mạnh tay thêm một cái nữa rồi sau đó mới chịu buông ra bà phấn được tự do Vội vàng ngồi thụp xuống sàn gạch Ho khan dữ rồi Cút đi Mẹ già vô duyên thúi Giọng nói không nhiệt độ của anh ta Khiến cho bà phấn bỏ ngay cái tư tưởng ăn vạ Đang nhen nhóm trong đầu Bà ta vội vàng chống tay đứng dậy Đưa mắt lườm trang Muốn rách cả khóe mắt Sau đó vội vàng đi về ngay Khởi lúc này không có ý định làm khó cho bà ta thêm nữa Anh quay ra nói nhỏ với người đàn ông đi cùng chờ khi anh ta quay về ngồi vào trong xe mới kéo ghế ngồi bên cạnh quầy thuốc để nói chuyện với hồng trang tiện thể đưa tay ra bồng bé xíu đang lon ton chạy vào cái thái độ tự nhiên như ở trong nhà này của anh quả thật là gây chú ý thào nào lại có lời ong tiếng ve đến tai nhà chồng của trang lúc này trang nhìn thấy thái độ thân thiết giữa con gái mình và khởi cô không khỏi đau đầu ban nãy khi bà phấn vừa mới xuất hiện bé xíu nép mình phía sau cửa buồng không dám ra ngoài bây giờ chỉ cần vừa nhìn thấy khởi nó lại bất chấp tất cả để nhà vào lòng của anh hai chú cháu thân thiết như vậy từ lúc nào chứ đến trang còn không để ý nhưng mà như thế này liệu có phải không tốt lắm không cô không muốn bản thân mình chưa ly dị xong với chồng lại trở thành nạn nhân của một cuộc đánh ghen khác trời yên biển lặng bây giờ quốc khởi mới được thành thơi ngồi trên chiếc ghế và trêu chọc bé xíu. Hai chú cháu người đưa mặt ra sức rồi, người thì co lại trốn đông trốn tây mà không thoát được màn cù lét ấy. Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Sau một hồi lâu không thấy chủ nhà lên tiếng, khởi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của Hồng Trang cùng với vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi của cô. Anh liền biết là cô có chuyện gì đó khó nói với anh ngừng lại trò đùa ồn ào của hai chú cháu anh ôm bé xíu ngồi ngay ngắn lại sau đó thở dài hỏi cô sao thế coi bộ em có vẻ không được thoải mái vì sự xuất hiện của tôi hay là em trách tôi lo chuyện bao đồng làm xấu đi mối quan hệ của em với gia đình bên chồng có phải không đâu có sao anh lại nghĩ như vậy chứ anh giúp tôi tôi cảm ơn còn không hết còn mối quan hệ giữa tôi với nhà bên đấy đã đến mức không thể nào cứu vãn được rồi. Sáu đi được đằng nào nữa mà lo chứ. Nhưng mà tại sao tôi lại có cảm giác em muốn kéo xa khoảng cách giữa hai chúng ta? Là tôi, tôi chỉ cảm thấy chúng ta dù sao cũng tính là bạn quen biết. Nhưng mà, nhưng mà tôi không hề biết gì về hoàn cảnh xung quanh anh, cũng như là bối cảnh về nghề nghiệp của anh. Có một câu lại ngập ngừng cúi đầu Nhìn bàn tay của mình Nhưng vẫn cố sức nói ra Mặc dù ánh mắt của cô vẫn trốn tránh Không dám nhìn thẳng vào Khởi Anh Khởi này Anh... Anh giúp mẹ con tôi quá nhiều Anh làm tài xế Lương cũng trả được bao nhiêu Lần trước chuyện chiếc xe bị hỏng Mặc dù anh nói không sao Nhưng mà tôi biết Anh thể nào cũng bị ảnh hưởng tới công việc rất nhiều Ra ngoài làm công cho người ta Làm hư hại đồ công ty không phải là chuyện nhỏ đâu. Vậy thì em chê tôi làm nghề tài xế, không xứng làm bạn với em chứ gì. Thật ra... Hồng Trang lúc này cảm thấy quính quáng khi nhận ra Khởi đang hiểu nhầm thái độ của cô lúc này. Thật ra ban nãy, khi nhìn thấy anh bước từ bên ngoài vào, đứng ra bảo vệ cho mẹ con cô, Hồng Trang cảm thấy thực sự mừng rỡ và cảm kích. Người ta đối xử với cô bằng tấm lòng hào hiệp, sẵn sàng đứng ra bênh vực cô lúc cô yếu thế. Hồng Trang một mặt cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng mặt khác cô lại cảm thấy xấu hổ. Cô nhận ra mình cứ như thế này, để anh bắt gặp vào những lúc tồi tệ nhất, xem như duyên phận lại trêu chọc con người. Trời đất ơi, không phải đâu, sao anh cứ thích phòng đoán như thế? Tôi, tôi có cao sang gì cho lắm đâu mà chê anh chứ. Nói thật với anh, Tôi có thể chấp nhận làm bạn với anh, vì chúng ta cùng tầng lớp với nhau. Nếu như đổi lại, anh mà là chủ nhân của cái xe sang đấy, tôi lại tránh xa anh từ 18 đời rồi chứ. Tôi chỉ là tôi chỉ là không muốn liên lụy đến một người tốt như anh. Gần đây cô sống dựa vào lòng tốt của người khác quá nhiều, đã tới lúc cô phải đi trên chính đôi chân của cô, cùng với con gái bước vào một cuộc sống mới, hơn nữa cô quá hiểu bản tính của mẹ chồng mình bà ấy không dễ dàng gì bỏ qua cho cô và những người đứng về phía cô chứ không phải vì cô sợ tôi là dân xã hội đen sao tôi nụ cười trên môi khởi vụt tắt trang lại nhìn thấy thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt anh nãy giờ cũng như là tối sầm lại anh không hỏi bởi vì cho rằng mình đoán đúng thái độ ngập ngừng này khiến anh nghĩ rằng hồng trang đang kỳ thị thân thế của anh. Hồng Trang nuốt nước miếng, nhìn phản ứng này của khởi, tiếng giải thích của cô tắc nghẹn trên môi. Chỉ có bé xíu độ dày, đang bi bô tập nói, cứ nhìn chăm chú vào miệng của chú khởi, rồi bập bẹ. Xã hội đen Câu nói đớt đát này thành công phá vỡ sự căng thẳng vừa mới xuất hiện giữa hai con người. Khởi bật cười đưa tay dơ bé xíu về phía trước, đung đưa nhẹ. Bé xíu này, con có sợ không? Dạ không. Không sợ làm sao nhở? Sương Sương. À, thế con Sương ai? Ba, ba Khởi. Câu trả lời rõng rạc dứt khoát này khiến cho Khởi không kìm được cười to. Anh hôn thật kêu lên đôi má của bé xíu. Dạo gần đây bé xíu về ở cùng với mẹ và bà ngoại chăm sóc đầy đủ cho nên hai má bắt đầu phúng phính Làn da bắt đầu có màu trắng sữa Tóc cũng dày và nhiều hơn Còn khỉ con bé xíu ngày nào Bây giờ lột xác thành một chú mèo con Đây đúng là một cuộc thay da đổi thịt Đầy bất ngờ với hai mẹ con Bé xíu từ một cô bé gầy gò Đến mức gần như suy dinh dưỡng Ngày hôm nay Xíu lại biến thành một đứa trẻ bụ bẫm Và đáng yêu Vậy mới thấy Lúc trước khi ở cùng với bà nội Con bé bị bỏ bê tới mức nào đây còn là một cô bé ngoan ngoãn và dẻo miệng vô cùng. Dù gần đây chỉ mới bập bẹ vài câu, nhưng Mỹ An lại khiến cho khởi như bị mê hoặc. Cứ cách dăm ba ngày, anh lại phải bỏ ra mấy tiếng đồng hồ lái xe từ thành phố về dưới này chỉ để gặp rồi gửi cho cô bé một chút quà nhỏ. Bây giờ thiên thần đáng yêu ấy đã bắt đầu thấm mệt, lúc này đang ngả đầu trên vai anh, ngáp ngắn ngáp dài. Khởi không nỡ buông tay con bé chỉ đành ngồi lúc lắc người Đung đưa bờ vai rộng Để du cho bé ngủ ngon Chàng nhìn con gái Hoàn toàn buông lõng đề phòng Thoải mái trong vòng tay người đàn ông xa lạ kia Khóe mắt của cô Bỗng dưng cay xè Người cha thực sự của con bé Đã lựa chọn chạy theo dục vọng Cùng với sự tham lam Không mảy may đoái hoài đến đứa con gái này Để cho con bé phải thiếu thốn Tình thương của một người cha tiếng ba đầu tiên bé xíu gọi không phải là dành cho tài mà là dành cho khởi lúc ấy hai chú cháu đang chơi ở khoảng sân nhỏ trước tiệm thuốc cùng với mấy đứa trẻ hàng xóm khi bạn chơi nhìn thấy cha của mình đi làm về vội vã rời bỏ cuộc chơi chạy về nhà miệng không ngừng kêu ba ơi ba ơi rồi nhào vào lòng của ba nó bé xíu nhìn thấy như vậy thì tò mò nhìn theo và học hỏi rồi bỗng quay sang ôm lấy cổ của khởi bập bẹ gọi ba ơi ba ba khởi khởi đơ người ra vì bất ngờ nhưng anh không có cách để sửa lại cách xưng hô này cho bé xíu bởi vì anh sợ bé xíu sẽ thất vọng anh chỉ quay qua nhìn hồng trang cười cười với vẻ mặt ngại ngùng lắm anh không cố bắt cô bé sửa lại cách xưng hô đó mà chỉ dạy cho cô bé thêm tên của mình sau tiếng ba Cả ngày hôm ấy Con bé cứ kêu hoài Kêu đến nghiền luôn Suốt buổi chỉ luẩn quần trên chân anh Và bi bô gọi Ba khởi, ba khởi Hồng Trang thực sự muốn dạy lại con Nhưng hai chú cháu đều gạt cô ra rìa Khởi còn nói rằng Mình sẽ nhận Mỹ An làm con nuôi Coi như hợp thức hóa tiếng ba này Để cho Trang bớt ngại ngùng hơn Khởi tưởng rằng Mối quan hệ giữa ba người bọn họ Đã bước sang một bước mới Thân thiết hơn rất nhiều nhưng anh không ngờ ngày hôm nay sự xuất hiện của hoàng lại khiến cho cô cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh anh mỗi khi em nhận sự giúp đỡ của người khác em đều phải nhìn xuất thân của người ta sao anh đừng hiểu nhầm ý tôi không phải là như thế vậy ý của em là gì hồng trang nhận ra mình không thể nào nói thật những suy nghĩ của mình với khỏi lúc này anh lại cho rằng sự lo lắng của cô là dư thừa. Chỉ còn một cách khiến anh nghĩ rằng cô không muốn anh xuất hiện bên cạnh mẹ con cô nữa. Là... Thôi được rồi, tôi nói thẳng vậy. Có cái gì mong anh thứ lỗi. Tôi cảm thấy mình chưa hiểu rõ về anh, còn người tôi rất là nhút nhát. Người ta nói một lần bị rắn cắn, cả đời lại sợ dây thừng. Nói ra thì có vẻ vô ơn, nhưng cuộc sống này của tôi bấp bênh đủ rồi. Tôi không muốn mạo hiểm vì những mối quan hệ không rõ ràng. Tôi Hồng Trang này, không rõ ràng sao? Tôi tưởng chúng ta là bạn bè. Thì thì là bạn, nhưng hiện tại tôi đang là gái có chồng, tôi không muốn bọn họ vin vào cái cớ này để đặt điều rồi bắt chẹt tôi. Tôi không bao giờ nhường quyền nuôi dưỡng con gái cũng như những thứ đáng nhẽ ra thuộc về tôi cho người khác tôi không bao giờ cho phép bất cứ nguy cơ bất lợi nào có thể xảy ra với mẹ con tôi lần này thì đến khởi lại tức mình đến độ phải bật cười trang xem anh là gánh nặng sao là vật cản trong cuộc chiến với gia đình của cô ấy sao dù sao anh cũng là một người đàn ông có tính sĩ diện và tự ái cao lắm cho nên lời nói của hồng trang lúc này chẳng khác gì con dao sắc nhọn chọc đúng điểm khó chịu của anh nói như vậy, sự nhiệt tình của tôi lại vô tình trở thành gánh nặng của em rồi có phải không? vừa nói dứt câu, khởi không đợi hồng trang trả lời, chỉ nhẹ nhàng bế bé xíu vào phía bên trong và lặng lẽ đặt cô bé lên giường. tần ngần nhìn đứa trẻ say ngủ trước mặt một lúc, khởi đặt trên chán cô bé một nụ hôn, xoa nhẹ mái tóc tơ mềm mại. sau đó thì thầm với con bé: cục cưng à tạm biệt con chắc là lâu lắm chúng ta mới được gặp nhau mẹ của con ghét ba khởi lắm bé xíu cựa mình ôm lấy bàn tay của khởi sau đó vẫn hồn nhiên cuộn người lại ngủ ngon lành căn nhà nhỏ vẫn chìm trong sự lặng thinh khởi đợi một lúc mới nhẹ nhàng rút bàn tay của mình sau khi sắp xếp xong liền quay ra ngoài để lại hai chữ chào em sau đó anh đi thẳng và không quay đầu lại nữa. Hồng Trang ngồi thử trên ghế sau quầy, nhìn bóng lưng của khởi dần đi xa. Chẳng hiểu sao cô nhìn ra trong bóng lưng vững chãi và rộng lớn đó, có một chút cô đơn và lạc lõng. Lòng cô cũng giống như có một chút hụt hẫng, nhưng mà Trang cắn môi xua đi. Cô dặn lòng mình phải cố gắng bỏ qua bất cứ suy nghĩ không phù hợp nào. Với hoàn cảnh hiện tại của cô bây giờ, Thật là cô là gái có chồng Cho dù Hồng Trang có bất cứ cảm xúc Hay giữa bọn họ xuất hiện bất cứ mối liên kết nào Thì đều là không thích hợp Khởi là người ơn của mẹ con cô Trang không bao giờ để anh bị cuốn vào vòng thị phi Dối rắm này Trang sợ lắm Khởi mang theo nhiều ấm ức Cùng với tâm trạng hờn dỗi Rời khỏi Trang và con gái Cả hai người đều không hay biết rằng Đợt sóng gió ngút trời sắp đổ ập xuống mẹ con cô thêm một lần nữa ông nói thử xem có phải phụ nữ họ giảm cân rồi tiện thể giảm hết thể tích mọi cơ quan cho người luôn không cái gì đấy cha nội tự nhiên hôm nay trổ nghề nghiên cứu cơ thể người cửa hoàng đưa tay phủ lên chán của khởi đang khi lướt tay khắp khuôn mặt anh thì luôn miệng lầm bầm này khởi Ông đâu có ấm đầu, nóng sốt gì đâu. Sao có nói sảng thế? Khởi gạt lấy bàn tay đang tắc oai tắc quái trên đầu mình. nhíu mày nói với vẻ bất bình lắm. Bệnh 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 cái đầu ông. Tôi ngày suy nghĩ không đâu. Ý của tôi, có khi nào phụ nữ họ giảm cân xong, cay gan lại trở nên nhỏ lại không nhỉ? Tối ngày lo được lo mất. Hoàng nghe xong ngớ người ra mất mấy giây, rồi như chợt hiểu ra vấn đề, anh ta chừng cặp mắt to như mắt bò của mình, nhìn khởi chân chối. Sau cùng bàn tay to như gọng kìm, vỗ một cái bốp lên lưng của khởi. Chiếc xe hơi loạn choạng trên đường nhựa, xém chút nữa lại đâm vào cột tiêu, bên đường xa lắc. Hoàng không để ý đến ánh mắt như muốn giết người của tài xế là khởi. Anh ta khoanh tay, liếc anh, sau đó cười cười, nói ra với vẻ hiểu biết. Thì ra là buồn phiền vì đàn bà sao? Còn người tôi chỉ phát triển cơ bắp, đầu óc không có linh hoạt như mấy người ăn học nhiều như ông. Muốn nói cái gì? Cứ nói thẳng tuẹt ra. Cần gì phải văn hoa úp mở làm cái gì? Hoàng là bạn hồi đại học của khởi, hiện tại đang mở công ty vệ sĩ. Vẻ bề ngoài của anh ấy thuộc dạng bậm trợn bầm sinh. Hồi thanh niên lại nông nổi, học theo đám bạn xấu, đi xăm đủ thứ hình thù kỳ dị. Cho nên hiện tại, dù là một chàng trai thẳng thắn và hào hiệp, có công việc ổn định, nhưng mà cái mặt tiền này của hoàng lại chính là công thần số một cho hoàn cảnh ế mốc của anh ấy tôi chán ngán mấy người làm nghề con buôn như ông lắm rồi có chuyện gì thì nói thẳng ra đỡ mất thời gian cô lanh qua loanh quanh giáp một vòng trái đất rồi mà chưa nói vào ý chính ông như vậy hỏi làm sao mà tan gái được này ông tính ở giá suốt đời đi à không phải là ngày đầu Khỏi mới biết được cái tính huynh hoang của ông bạn trí cốt này. Cho nên, anh chỉ cười nhếch mép. Hừ, nói người ta được mà không biết nhìn mình. Ông ba mươi mấy rồi đấy. Mà ế mốc như tôi đấy thôi. Có giỏi giang gì đâu. Mà lên mặt dạy đòi tôi. Câu nói này chọc trúng ngay điểm yếu của Hoàng. Anh ta quay qua lớn giọng nói tiếp. Này, tôi đây không phải là ế. Tôi là muốn ở vậy cho gái nó thèm thôi. Ông hiểu chưa? Ô, ở vậy cho gái nó thèm. Ông cứ ở đi. Năm năm hay mười năm nữa. Tới chó nó còn thèm không? Ở đấy mà lên mặt dậy đời. Tôi mà là ông ấy, thì từ ba năm trước, tôi tấn công Quỳnh Lam tới nơi tôi trốn. Biết đâu bây giờ, lại hai tay ôm hai đứa con rồi. Đâu có phải đứng bên lề, nhìn người ta hạnh phúc như bây giờ chứ. Này, quân tử không nhắc chuyện cũ, Tôi có dụng gì với quá khứ của ông đâu. Sao ông lại thích đem mấy chuyện cũ dích ra dằn mặt tôi chứ? Bạn thân duy nhất của ông bây giờ chỉ còn có mỗi mình tôi thôi đấy. Chơi với nhau cả mấy chục năm, Hoàng biết rõ thằng bạn thân nối khố này của mình. Nhìn bề ngoài có vẻ nhã nhặn dễ chịu như vậy thôi. Nhưng một khi khởi bật chế độ mò hỗn, thì anh có ba cái miệng cũng không thể nào đấu lại được. Bởi vậy, vậy Hoàng liền chấm dứt ngay chủ đề này trước khi thiệt hại của chính bản thân mình nhiều hơn thôi cha nội lo lái xe đi đầu năm đầu tháng tôi không muốn xe của mình bị hôn thêm một lần nữa đâu nhắc tới chuyện xe bị hỏng khởi mấy chợt nhớ đến một chuyện vì vậy anh cúi người nhấc chiếc túi giấy ở dưới ghế lái vứt thẳng vào trong lòng của hoàng xem xe chút quên ông gửi lại chú đại cái áo đồng phục giùm tôi nhé hôm nọ tôi bỏ quên trên cái xe hỏng ấy, hôm qua nhận xe sửa chữa xong, từ gara về mới thấy. Tôi nhờ nương nương giặt sơ một lượt rồi, đảm bảo sạch bong, thơm phức. Cái áo đồng phục mà khởi mặc, hôm lần đầu tiên gặp Trang, là do anh mượn của chú lái xe, trong công ty của Hoàng. Sáng hôm ấy trên đường từ nhà tới công ty, lúc đi ngang qua ngã tư, khởi phát hiện có người đi xe máy tự ngã trên đường, máu chảy rất nhiều, mặc dù không liên quan và có việc gấp. Nhưng nhìn tình trạng bị thương khá nghiêm trọng của người đó, Khởi vẫn nán lại cùng với người đi đường, hỗ trợ đưa người ta đến bệnh viện cấp cứu. Trên ghế sau ô tô và cả áo sơ mi anh mặc bị dính rất nhiều máu từ người đó. Vì công việc gấp gáp nên Khởi nhẫn nhịn sự khó chịu đó. Cho đến khi đến chi nhánh công ty của Hoàng ở dưới này, anh mới mượn một chiếc áo sạch của người lái xe công ty để thay ra, sau đó mới đi công việc. Trên đường anh trở về Lại xảy ra sự việc với mẹ con Trang Khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng Chiếc áo đã bị anh bỏ quên trên ô tô Suốt 3 tháng nay Và chỉ được phát hiện Sau khi anh mang chiếc xe sửa chữa hoàn chỉnh Về đến nhà vào sáng hôm qua Hoàng chị ừ hừ đồng ý Sau đó vùng tay định quang cây túi ra băng ghế sau Thì đột nhiên Bị khởi đưa tay giữ chặt Anh rút lấy cây túi gập miệng túi lại rồi để nó trở về chỗ cũ. Bởi vì trước đó trong một thoáng, anh nhớ đến lời nói lúc nãy của người phụ nữ vô lương tâm kia. Nói thật với anh, tôi có thể chấp nhận làm bạn với anh bởi vì chúng ta cùng tầng lớp với nhau. Nhưng nếu như đổi lại, anh mà là chủ nhân của cái xe sang trọng đó, tôi đã tránh xa anh từ 18 đời rồi. Lát nữa tôi truyền khoản 3 triệu cho ông. Ông gửi lại chú đại giúp tôi nói với chú ấy cầm tiền mua áo mới cái áo này tôi mặc thấy thích nên tôi quyết định không gửi lại nữa hoàng nghe xong chố mắt ra nhìn khởi nhưng thấy vẻ mặt của khởi không giống như nói đùa đầu óc anh ta vốn đơn giản và không suy nghĩ nhiều chỉ liếc xéo anh một cái rồi nhắm mắt lại lầm bầm trong miệng hôm nay ông đúng là có vấn đề không phải là sốt cao nhưng mà lại giống như bị quỷ nhập ấy hồi nãy đang trên đường trên tỉnh gần đường cao tốc muốn chết lại một hai bắt tôi trở vòng lại đường này để về thành phố. Khi không lại khoái mặc mấy cái áo jean cứng ngắc có mấy trăm, hai ba trăm ngàn là cùng. Chắc chắn là ông có vấn đề rồi, tuyệt đối là ông có vấn đề rồi. Khởi biết lời nói này của mình có trăm ngàn chỗ hở, nhưng hiện tại anh không muốn giải thích nhiều, cũng không muốn cho Hoàng biết suy nghĩ trong lòng của anh bây giờ như thế nào. Cái áo đồng phục sờn cũ này từ bây giờ sẽ được coi là vật để chứng minh thân phận và tầng lớp thích hợp của anh nếu như anh muốn tiếp cận mẹ con trang tuy rằng hiện giờ anh đang rất giận dỗi nhưng khởi không chắc sự giận dỗi này lại có thể giữ trừ được bao lâu anh có thể nào chống chọi được sự nhớ nhung đối với thiên thần nhỏ bé kia và cả mẹ của nó hay không tiếng đập cửa sắt rầm rầm đánh thức trang từ trong giấc ngủ cô rời khỏi giường bật đèn lên và cố gắng xác định tiếng động ấy vang lên từ đâu sau khi biết chính xác có người đang đập cửa quầy thuốc của mình thì cả người của trang như bừng tỉnh ngay đêm hôm khuya khoắt bây giờ là 2 giờ sáng còn ai tới đập cửa mà mua thuốc chứ từ khi mở ra trang truyền qua ở hẳn trong quầy thuốc đến giờ có mấy lần những người dân địa phương xung quanh gặp bệnh trong đêm tới gõ cửa và mua thuốc gấp nhưng họ đều lựa chọn thời gian còn sớm trước nửa đêm Chưa chưa bao giờ Lại gõ cửa lúc trời chưa sáng như thế này Chàng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đàn ông quát nạt bên ngoài Giọng mỗi lúc một lớn hơn Chống ngực của cô đập liên hồi vì bối rối Bây giờ khu vực này chỉ có mình mẹ con cô Nếu xảy ra chuyện gì Thì với sức phụ nữ và trẻ con yếu đuối Cô không biết Mình phải xử lý như thế nào Đêm tối mùa xuân xe xe lạnh nhưng hiện tại Trang cảm thấy mồ hôi của mình ướt đẫm lưng áo. Trang mở điện thoại ra, lục danh bà, để số của công an xã sẵn trên màn hình để đề phòng bất chắc. Dãy số này Trang thuộc lòng nhuần nhuyễn hết cỡ, nhưng mà cô nên cẩn thận vẫn hơn. Sau khi khiến khởi tức giận rời đi, cô cũng vắt óc suy nghĩ hết tất cả các biện pháp để đảm bảo an toàn cho mẹ con mình. Trang học thuộc lòng số điện thoại của những người thân quen sống gần đó, cũng như số của các cơ quan chức năng cần thiết đều có thể sử dụng trong bất cứ trường hợp cấp bách nào mà không tìm thấy điện thoại. Giai đoạn tiếp theo là cô tăng cường khả năng tự bảo vệ chính mình. Thắng dẫn cô để học một khóa tự vệ trong lớp học cổ truyền võ mà nó theo học nhiều năm nay để cha có thể rèn luyện sức khỏe cũng như trang bị một số kiến thức phòng vệ cơ bản. Hơn một tháng nay, chiều nào cậu thanh niên đó cũng qua chở mẹ con Trang tới lớp. Hết giờ, Thắng lại đưa về. Nhiều lần Trang nhìn thấy tài làng vàng xung quanh tiệm của cô để muốn nói chuyện với cô. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy nắm đấm cùng với vẻ mặt đầy đe dọa của Thắng thì lại bỏ đi ngay lập tức. Trang đoán hắn ta muốn cố gắng nếu kéo tình cảm hoặc cũng có thể dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ cô trong việc thỏa thuận ly hôn. Chàng nhất định không cho Tài có cơ hội tới gần cô. Số điện thoại của hắn và của cả ba má chồng cũng nằm trong danh sách chặn từ lâu. Theo như Trang được biết, cả tháng nay trong lúc mình bận rộn, thì nhà chồng cũng đâu có ngồi yên. Mẹ của Tài đưa hắn đi khắp nơi, khắp các mối quan hệ lớn của bà, thậm chí là nhờ cậu của Tài liên hệ, nhưng mà người làm bên tòa án, để nhờ tư vấn, xem làm thế nào để giành phần thắng trong vụ kiện ly hôn với Trang. Trang cũng không e ngại, cô tin vào sự công minh của luật pháp và nhân quả. Không ai có thể đạp lên đạo đức mà sống được. Vậy thì nguyên cớ gì mà Tài lại tìm cô vào lúc này chứ? Trang cẩn thận với lấy khúc sắt lớn mà mình chuẩn bị sẵn bên cạnh giường cô, đi đến bên cánh cửa. Vừa mở hé cánh cửa kính ra, thì giọng la hét quen thuộc trong cơn say xỉn của Tài lập tức đập vào tai cô. Mở cửa ra. Hồng Trang, cô không mở cửa ra. Là tôi đốt chỗ này bây giờ. Còn khốn nạn kia, mở ra ngay. Cánh cửa kính mở hé, mang theo hơi xăng sộc vào mũi, khiến cho tinh thần của Hồng Trang trở nên bấn loạn. Bên nhau gần 10 năm, Trang quá hiểu cái máu liều bất chấp của Tài. Khi hắn ta đang trong cơn thịnh nộ, thì có thể làm tất cả. Không kể gì tới lời can ngăn của người khác, hay là hậu quả mà bản thân hắn phải gánh chịu khi mà hắn tỉnh táo. Chiếc đèn nê ông trên bàn tiệm soi rõ cái bóng ngật ngưỡng đang cầm cái can nhựa trống không. Thành tài thực sự đã tưới xăng sao? Hắn ta định đốt chết cả hai mẹ con cô sao? Hồng Trang tránh xa cánh cửa sắt, lùi sâu vào trong nhà trong vô thức. Ngón tay cô run rẩy bấm số của ông Bình Công An xã mà cô lưu sẵn trong điện thoại mồ hôi túa ra đầm đìa trên tay khiến cho mấy lần điện thoại suýt trượt khỏi tay cô lắp bắp thì thầm mãi rốt cuộc trang cũng kể xong cho ông bình biết sự việc đang xảy ra và yêu cầu ông tới sớm để giải quyết vấn đề sau khi cúp điện thoại trang hít sâu vào một hơi ngồi thụp xuống giường để bình tĩnh thế nhưng cây sắt mà trang dựng bên cạnh giường lại vì vậy mà tuột khỏi điểm tựa rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động rất lớn. Trái tim của cô suýt nữa ngừng đập. Cô biết mình sắp gặp rắc rối đến nơi rồi. Hiển nhiên là Tài nghe thấy tiếng động này. Cho nên hắn ta ngừng lại tiếng la hét Đưa tay để lắng nghe Sau đó Tên côn đồ này tiến tới đập cửa rầm rầm Và hét lớn Này Hồng Trang Tôi biết cô dậy rồi Khôn hồn thì mở cửa ra Cô có nghe không hả Hồng Trang Cô không mở cửa đừng trách tôi. Cô biết tính thằng này rồi đấy. Qua khe cửa nhỏ, Trang nhìn thấy Tài đưa bàn tay vào, sau đó từ từ mở ra. Chiếc bật lửa nắm chiếm trệ, khiến cho tinh thần của cô sụp đổ triệt đề. Cô nhìn về phía con gái nhỏ, đang nằm ngủ say trên giường, và chịu đựng cơn khủng hoảng, đang lấy đi sức lực của đôi chân cô. Cô lào đảo xông về phía trước. Không được, anh không được làm như thế. Anh điên rồi à Tài? Con gái anh còn đang ở trong này. Anh định giết nó à? Nghe thấy giọng hốt hoảng này là của Trang khiến cho Tài cảm thấy rất an lòng. Nên hắn ta phe vẩy cái bật lửa trong tay cười khẩy với cô. Nếu như cô ngoan ngoãn thì tôi đâu cần phải dùng tới hạ sách này. Cô tính đi. Bao nhiêu lần tôi đến đây tìm cô để nói chuyện với cô đàng hoàng. Nhưng tại sao cô không gặp tôi? Còn dám chặn số điện thoại của tôi? Lá gan của cô bây giờ lớn thật rồi đấy. Trong nhà vẫn chưa bật đèn, chỉ có bóng đèn nê ông phía trên bảng hiệu, chiếu ánh sáng le lói vào tận cửa. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, khuôn mặt của Tài chìm trong bóng tối nhập nhoảng. Hắn vặn vẹo như quỷ dữ, thốt lên những lời đe dọa độc địa. Cô tưởng cái thằng nhãi, miệng còn hôi sữa. Em họ của cô, nó có thể bảo vệ cho cô 24 trên 24 à? Cô nằm mơ đi. Tôi chỉ cần nói một tiếng, đám chiến hữu của tôi có thể tìm tới tận trường học của nó để xử đẹp nó đấy. Cô có tin không? Mở cửa ngay. Hồng Trang không còn cách nào khác. Cô đành bật đèn điện trong tiệm, sau đó rút chìa khóa từ trong túi ra, tra vào ổ khóa. Trong lòng cô thầm cầu trời khấn Phật, mong ông Bình đến đây nhanh để giải quyết. Hiện tại cô không còn tự tin, mình có đủ sức để đối phó với Tài trong khi hắn đang lên cơn say điên loạn cánh cửa sắt vừa kéo ra tài xông vào giơ tay định quất cho trang một cái tát nhưng mà công sức một tháng nay trong lớp học tự vệ của trang không hề lãng phí cô nhanh chóng lách mình né tránh cái tát kia thậm chí còn khéo léo khiến cho tài mất thăng bằng ngã ụịt xuống sàn trang lùi về phía giường ngủ lượm khúc sắt lên và siết chặt trong lòng bàn tay sau đó cô đứng chắn bên ngoài cho con gái mẹ kiếp, cô dám tránh thằng này, không tránh để anh đánh chết tôi à? tôi đâu còn là con trang mềm yếu ngày xưa, lúc đó con trang này chỉ biết để mặc cho mẹ con anh bắt nạt tôi mà tôi không dám phản kháng. Tại vùng dậy định xông tới, nhưng hắn ta kịp thời nhìn thấy khúc sắt trong tay của cô cùng với tư thế vững vàng của cô thì cảm thấy ngần ngừ. Dù vậy hắn ta vẫn gân cổ lên để chửi bới. <laughs> cái thứ đàn bà phản chắc cô có thằng đàn ông khác làm chỗ dựa cho nên bây giờ cô bắt đầu lớn lối với chồng cô có phải không chồng á anh có nói nhầm không anh bây giờ không còn là chồng của tôi đừng có dở cái thói ghen tuông mù quáng ăn nói sàn xiên đó dành cho tôi cô cô làm sao hôm nay không để mẹ anh ra mặt nữa mà anh tới đây kiếm chuyện với tôi à anh muốn cái gì anh nói đi đã mấy tháng trời không tiếp xúc với Trang Ở cự ly gần Cho nên bây giờ đứng trước hồng Trang Với một cơ thể bắt đầu thon gọn Những đường nét thanh tú bắt đầu hiện ra Tài thực sự Có hơi ngần ngơ một chút Ngày xưa tuy Trang không có vẻ đẹp rực rỡ Giống như hồng điệp Nhưng mà cô luôn có nét yếu điệu đằm thắm Của một cô gái quê Vừa mới chớm xuân thì Điều đó đã khiến cho thiếu niên lông bông mới lớn như Tài Có thể dừng chân Đối tốt với cô một mực suốt 7-8 năm trời. Hắn ta nhớ đến khoảng thời gian bắt đầu theo đuổi Trang, nhớ ra rằng mình không dễ dàng gì mới chinh phục được cô gái ngoan như cô. Mưa dầm thấm đất, cho đến khi mà khiến Trang tin vào những lời thề thốt hứa hẹn mà bắt đầu cho hắn ta cơ hội thì đã là một quá trình rất dài. Quả thật là thời gian đầu, Tại có rất nhiều cố gắng để sửa đổi tính tình, nhưng yêu nhau càng dài, thời gian tiếp xúc càng lâu hắn ta bắt đầu giờ thói công tử khó chiều chàng yếu lòng lại đang lún sâu vào tình yêu mơ mộng đầu đời nên nhún nhường hắn hết lần này đến lần kia để giờ đây gánh lấy quả đắng chát này đây hồng trang thật ra anh anh muốn chúng ta anh muốn gì trang này em có thể nào tha thứ cho anh lần này có được không Trang quả thật không hề ngờ đến nước đi này của hắn. Hóa ra hùng hổ tới tìm cô, lại là vì muốn xin cô cho hắn ta một cơ hội sao? Ngày lúc này, Trang lại cảm thấy vừa buồn, lại vừa muốn cười. Con người ta còn có thể ích kỷ, còn có thể đê tiện tới mức nào nữa đây? Hồng Trang nhìn thẳng vào mặt của hắn, nở ra một nụ cười chua chát. Lẽ nào trong thâm tâm của anh, việc một người chồng đi ăn nằm với một người phụ nữ khác mà người phụ nữ đó lại có mối quan hệ huyết thống với vợ của mình là điều hiển nhiên và có thể tha thứ được sao? Nó thực sự chỉ là một điều nhỏ nhặt hay sao? Biểu cảm khuôn mặt của tài sượng ngắt, lỗ tài hắn từ từ đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng lý nhí để chống chế. Nhưng anh thực sự biết lỗi rồi mà, anh không nên vì những phút giây mềm yếu mà buông thả bản thân để vướng vào mối quan hệ với người đàn bà kia. Hồng Trang à, em chỉ cần chịu tha thứ thôi, cho chúng ta cơ hội bắt đầu từ đầu. Em muốn anh làm gì cũng được, Hồng Trang à. Hóa ra, anh nghĩ rằng chuyện này không quá quan trọng có đúng không? Nhưng tôi thì khác, con người tôi, cái gì cũng được. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là tôi thích sạch sẽ, Tôi có thể tha thứ cho sự lừa gạt, những lời nói dối, nhưng không thể nào tha thứ cho sự phản bội và thiếu trung thủy." Trang gắt gỏng xoay người bật đèn trong phòng tắm, sau đó kéo mạnh tay áo của Tài. "Anh cảm thấy khó hiểu lắm có phải không? Theo tôi vào đây. Tôi sẽ cho anh thấy, ví dụ này rất dễ hiểu." Trong cơn say tùy lý, Tài không thể nào chống lại được sức kéo của Trang. Hắn ta làm theo lời của cô, đứng tựa ở cửa buồng tắm, nhìn xem cô đang muốn làm chuyện gì. Sau đó, Tài nhìn thấy Trang túm lấy cái bàn chải đánh răng cũ của hắn để trong giá đựng, quăng nó xuống bồn cầu. Tài tái mặt định chất vấn, nhưng sau đó hắn ta lại nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Trang thì hiểu ra hàm ý của cô. Quả nhiên, Trang nhìn cái bàn chải cắm đầu vào nước trong bồn cầu, cô lên tiếng hỏi hắn. Anh nói xem. Nếu như bây giờ tôi vớt nó lên, rửa đi rửa lại cả trăm lần, anh có dám dùng nó để đánh răng mỗi sáng hay không? Trả lời đi. Tài há miệng ra muốn trả lời, nhưng lại không thể nào thốt lên một âm thanh nào nữa. Hắn ta biết, cho dù mình trả lời thế nào cũng là vô dụng, Hồng Trang không bao giờ cho hắn ta cơ hội quay lại. Anh không trả lời chứ gì tôi cũng vậy. Đối với tôi, một người đàn ông chung chăn chung gối, giống như vật dụng riêng tư này. Nếu như nó rơi vào cái chốn bẩn thỉu, bị vấy bẩn, thì thôi, tôi thả vứt nó đi không đụng đến. Tôi sẽ không bao giờ ép bản thân mình phải cố gắng chịu đựng cái cảm giác ghê tởm mỗi khi nhìn thấy. Chưa đừng nói chi là đụng đến nó. Hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Tài nghe giọng nói của cô cảm thấy như cô đang cho mình mấy chục cú tát liên hoàn. Da mặt của hắn tê tê dần dần. Hắn ta cảm thấy xấu hổ và hối hận, nhưng lại càng không cam lòng. Hắn oán hận Trang bởi vì không cho hắn cơ hội, mà lại quyết liệt muốn đưa ra đề nghị ly hôn, không cho hắn ta cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân này. Giờ phút này, hắn ta nghiễm nhiên quên mất rằng chính bản thân hắn là thủ phạm để thúc đẩy cái gia đình nhỏ của mình phải lâm vào bước đường tan nát. Anh Tài này, anh nên nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn đi. Tôi khuyên anh, nên nói với mẹ mình, kêu bà ấy đừng nghĩ cái đến thủ đoạn nào để ép uổng tôi mất công. Con chàng của ngày hôm nay không còn nhẫn nhịn như xưa. Đừng quên, tôi còn có cái video hay ho giữa anh và chị ta đây. Đừng ép tôi đến đường cùng, đến lúc đó dòng họ hai bên xấu mặt, mà ai bị người đời dè bỉu, tôi cũng không thèm quan tâm nữa đâu. Theo câu nói của Trang, ánh mắt của Tài chuyển dần tiêu điểm từ sàn nhà sang chiếc điện thoại mà cô đang cầm trên tay. Mắt hắn lóe lên một tia suy tính. Đến khi Hồng Trang cảm thấy mình lỡ lời vì tức giận, thì quá muộn. Hắn vươn tay chụp lấy cánh tay của cô và muốn cướp lấy chiếc điện thoại. Buông tôi ra! Anh làm gì thế à? Buông ra! Trang dùng hết sức bình sinh, cong người lại ôm lấy chiếc điện thoại. Thế nhưng sức lực của cô dần trở nên yếu hơn, trong cuộc tranh chấp kéo dài. Màn giành giật của hai người tạo ra tiếng động mạnh, khiến bé xíu giật mình. Con bé cua tay tìm mẹ không thấy, liền khóc ré lên. Nhưng cơ hội, khi Trang đang phân tâm vì con gái, Tài nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại. Hắn ta nở một nụ cười tự mãn, quờ quờ nó trước mặt Trang, sau đó cười đều. Cô nói đến cái điện thoại này có phải không? Lời còn chưa dứt, điện thoại đã rời tay của tài đập vào tường rơi xuống đất chia năm xe bảy <laughs> để xem cô còn có thể lấy cái gì ra để uy hiếp thằng này muốn ly hôn chứ gì được nhưng cô phải ra đi tay trắng trang nhìn chiếc điện thoại tan nát nằm dưới đất trước mặt mình trong lòng cô hối hận muốn chết tại sao cô có thể để bản thân mình mất bình tĩnh đến mức vô tình nói ra con bài tẩy duy nhất mình đang giữ chứ. Để có thể giữ vững lợi thế trước mặt mẹ con của hắn. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy? Trang bị lối suy nghĩ cùng với những hành động chiêu ngươi của Tài khiến cho cô mất bình tĩnh nên cô không kịp suy xét trước sau. Bây giờ đứng trước kết quả này cô mới chợt nghĩ đến có khi nào mục đích chính hôm nay Tài đến đây không phải vì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này mà chính là muốn dụ dỗ hoặc là kích bác cô để tìm cơ hội hủy diệt chứng cứ duy nhất này hay không? Cũng có thể lắm chứ, bởi vì đứng sau lưng tài là một người mẹ quỷ quyệt với biết bao mưu hèn kế bẩn. Bà phấn xưa kia có thể từ một cô gái quê nghèo khổ vươn mình trở thành bà chủ, con dâu của nhà giàu nhất cái xứ này. Dĩ nhiên, thủ đoạn của bà ta không phải tầm thường. Thật là khốn nạn, dơ bẩn anh có thể đối xử với tôi như vậy sao tài cơn say của tài dường như biến mất một cách thần kỳ bây giờ hắn ta không còn cái vẻ ngật ngưỡng giống như lúc đập cửa nhà thuốc ban nãy mà hắn chỉ đứng im nhìn cô tuy trong đôi mắt có kẻ trốn tránh nhưng mà phần lớn lại chính là sự hà hê khi nhìn cô cuồng loạn giống như một con thú bị vây bắt trong lồng vậy là cô suy nghĩ đúng rồi sao Chàng cảm thấy mình đúng là ngốc nghếch Một người phụ nữ vốn ngay thẳng và lương thiện như cô Cho dù có cố gắng biến mình trở nên mạnh mẽ cách mấy Nhưng mà cô không thể nào thành công trong phút chốc được Cô không thể nào đề phòng sự lắt léo của lòng người Cùng với những mánh khóe của kẻ tiểu nhân Cơn giận khiến cho lý trí của Trang lung lay Sự uất ức khiến cho cô không giữ được bình tĩnh Cô cầm lấy khúc sắt bên cạnh giường Qua qua về phía của Tài Hắn ta né tránh ngay lập tức, cực kỳ nhanh nhẹn, mà Trang không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bản đồ, bản tuyết tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, xen lẫn tiếng khóc của đứa con gái. Trước sự tấn công, như được thêm sức mạnh từ lòng căm phẫn của Trang, tài không thể nào ở yên trong phòng, buộc hắn phải lùi về phía sau cánh cửa. Trong lúc sơ ý, hắn ta vấp ngay bậc cửa nhôm, rồi té đổ về phía sau trang nhân cơ hội quất cho hắn ta mấy gậy vào ống chân tài ôm lấy chân mình lăn ra đau đớn chán hắn ta đập vào cạnh bàn máu tuôn ướt đẫm một góc mặt đúng lúc đó có tiếng xe máy chạy tới là ông bình công ăn xã cầm theo cây gậy cao su nón còn không đội kịp nhìn thấy tình cảnh trong phòng lúc này ông chưa kịp hỏi phải nhào tới can ngăn rồi giật lấy cây sắt trong tay của hồng trang vừa nhìn thấy bóng áo xanh công an tài liền ôm lấy đầu của mình và lăn lộn dưới đất cứu tôi cứu tôi với còn vợ tôi nó muốn giết tôi chú bình cứu tôi màn ăn vạ này khiến cho cơn giận trong lòng hồng trang chỉ có tăng lên chứ không có chuyện giảm xuống cô bất chấp tất cả nhào tới giật lấy cây sắt trong tay ông bình và tính cho hắn ta thêm một trận để khỏi uổng công hắn ta làm trò diễn kịch Cô chàng à, cô cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Cô như thế này. Nó có kiện cô, thì cô không làm gì được đâu. Lời cảnh tình này khiến cho Trang tìm lại được lý trí của chính mình. Cô buông tay ra khỏi cây sắt, đứng thầu hồn hền và đưa mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt của cô chất chứa căm phẫn, cùng với khinh miệt rõ ràng. Tại nghe thấy vậy thì càng được nước làm tới, hắn ta lăn lộn trên đất, không ngừng kêu la. Ông Bình lúc này bèn bước tới, dùng đèn pin soi vào vết thương của hắn ta một cách cẩn thận. Khi phát hiện ra đó chỉ là một vết chảy xước, thì nhíu mày nói với hắn. Này, cậu Tài, thôi đi được rồi đấy. Cái vết rách nó nhỏ xíu xiu cạn xỉu thế này, mà làm như sắp chết đến nơi. Cậu xem, ai cũng là người ngu hết hay sao? Này, cậu Tài kia, Hồng Trang không thèm để ý tới người chồng bội bạc hèn hạ này nữa. Cô vuốt lại mái tóc bù xù ướt đẫm mồ hôi, quay vào bên trong, ẵm con gái lên rỗ rành. Trẻ con đang trong giấc ngủ say, bị giật mình, chỉ khóc lóc đôi chút. Nhờ có sự an ủi của mẹ, khiến cho bé xíu nhanh chóng, chìm vào giấc ngủ. Khi Trang sắp xếp xong xuôi cho con gái, và bước ra ngoài, thì thấy ông Bình đã dùng đồ đạc trong tiệm sư cứu, và băng bó vết thương trên chán cho hắn. Hắn ta đang ngồi trước bậc thềm của tiệm, tỉ tê kể lể gì đó với ông Bình. Suốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Hai người có biết hành vi này của hai người là gây rối trật tự hay không? Thưa chú, chuyện này không phải là do con chủ động, con cũng là người bị hại thôi. Như con kể với chú khi nãy đấy, anh ta mang theo sang tới tạt trước cửa tiệm của con bởi vì con cảm thấy nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng Nên con phải làm phiền chú Nếu chú không tin Bây giờ chú thử kiểm tra và người ngửi xem Xung quanh đây đang còn mùi xăng đi à Con chỉ là người đề phòng Phòng vệ chính đáng thôi mà chú Ông Bình nghe xong bật đèn pin Rọi xung quanh khu vực trước Và khoảng sân sau Quả thật sau đó Đã tìm thấy dấu vết của xăng dầu đang còn sót lại Mùi xăng tuy bay đi Nhưng mà còn thoang thoảng trong không khí Ừ, cậu Tài Cậu giải thích thế nào về chuyện này Dạ à, Cái này là con mua sẵn Con để con đổ vào xe Khi nãy mang vào đây không cẩn thận Làm đổ thôi Sợ dĩ vợ con gọi điện báo chú Sai sự thật như vậy Là tại vì à, Tại vì hai vợ chồng con xảy ra tranh cãi Cô ấy muốn trưởng trị cho con một bài học Nên mới báo công an đi mà Anh im ngay đi Đừng đổi trắng thay đen khi nãy anh hùng hổ ở đây Đòi tạt sang đốt chết mẹ con tôi còn gì Bây giờ anh không dám nhận sao Anh hèn như vậy hả Nào Kìa Trang Chuyện vợ chồng mình cãi nhau có tí xíu Em không thể nào bỏ qua cho anh à Chỉ là anh đi nhậu về muộn Mà em cấm cửa không cho vào Nên anh mới phải bên ngoài Đập cửa đấy chứ Nghe qua màn đối thoại này của hai vợ chồng, ông Bình dường như cũng đoán ra việc gì có lẽ là thằng Tài nó nhậu say Rồi lại dở thói công tử ra với vợ Ông đã từng nghe về cái tính liều Của thằng quý tử nhà ông Nghĩa rồi Chắc chắn là nó say xỉn Rồi lại tìm mọi cách Gây sự với vợ con nó Ây trời Vợ chồng trẻ cãi nhau Người mệt mỏi lại là người ngoài giống như ông Đang ở nhà chăn ấm nềm êm Ông lại phải lê cái thân giả Chạy tới đây để giải quyết chuyện Vợ chồng cãi nhau Ông Bình thấy tuổi già của mình quá mệt mỏi Cuồng trì, ông sắp tới tuổi nghỉ hưu, không muốn xảy ra rắc rối. Bởi vậy ông mình muốn mau chóng kết thúc sự việc này. Cho nên ông đứng ra giảng hòa cho hai vợ chồng. Thôi thôi, tôi nói với cô Trang như thế này. Người ta nói vợ chồng đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa thuận là lẽ thường. Chén bát trong một chạn, đó còn xô nhau. Thì cuộc sống vợ chồng chung đụng nhau, làm sao mà tránh khỏi tranh cãi. Thôi thì... Mỗi người nhường một bước đi Để tôi chờ thằng Tài về nhà ông hai ngủ Còn cô, cô đóng cửa đi Ngủ sớm Suy cho cùng chuyện cãi nhau giữa hai vợ chồng Không phải là chuyện hãnh diện gì Chuyện bỏ qua được thì nên bỏ qua Không nên để ồn ào Khiến cho hàng xóm người ta dị nghị cười chê Hướng giải quyết này vừa hay đúng với ý của Tài Hắn ta liền hồ hời, ủng hộ ngay Dạ chú dạy đúng, vợ chồng con làm phiền chú rồi chú bình chú thông cảm ạ à? nhìn thấy thái độ hợp tác này của tài ông bình thở ra trong lòng một hơi ông chỉ sợ cái thắng nhãi này nó làm cương lên thì công việc chắc còn kéo dài tới sáng có khi còn chưa xong ấy chứ nhưng mà ông chưa kịp mừng thì lại nghe trang thốt lên dạ thưa chú con không hiểu định nghĩa chuyện nhỏ của chú là như thế nào còn nghĩ với cường vị là một người công an quản lý khu vực này Chắc là chú nghe được nhiều lời đồn thổi Về tình hình hiện tại của hai vợ chồng con Cùng câu chuyện bê bối dạo gần đây chứ ạ à? Mặc dù rất xấu hổ Nhưng con biết Cả cái xã này 10 người Thì có đến 9 người chuyển tay nhau rồi Chú không nghe sao Hay là chú nghĩ rằng Đấy là chuyện nhỏ Ông Bình không ngờ được một người phụ nữ có tiếng hiền lành, ngoan ngoãn như Hồng Trang lại có thể đứng ra hỏi một câu, khiến cho ông ngắc ngứ như vậy. Quả thật là gần đây, ông cũng có nắm tình hình xung quanh, cũng biết được chuyện con trai ông hai nghĩa có mối quan hệ bất chính với chị vợ, thậm chí nghe nói còn bị bắt gian tại giường cơ. Nhưng mà những người làm công việc quản lý xã hội như ông, chỉ cần người trong cuộc không đâm đơn kiện khiếu nại, thì lời đồn đó cũng không thể nào làm cơ sở để xác định được ai đúng ai sai. Ờ thì trong chuyện này nếu như chuyện này là sự thật thì chồng của cô là có lỗi nhưng mà cô Trang này đàn ông ấy mà cái tính bay bướm ai mà chả có cô cũng đánh cho nó một trận rồi còn gì chuyện gì bỏ qua được thì mình nên bỏ qua vì uh, con vì cái con xin phép được cắt lời chú Bình chú có con gái không ạ à? Ờ hay Sao cô hỏi thế? Còn hỏi để biết, giả dụ một ngày nào đó, con gái của chú vô phúc bị thằng con rể của chú, nó cắm cho một cặp sừng ghê tởm như vậy, thì liệu chú có thể nén lòng mà bỏ qua được không ạ? Chú có thể kêu con gái của chú vì hy sinh cho con, mà bỏ qua mọi chuyện cho con rể được không? Cha nhìn vẻ mặt trở nên cứng ngắc của ông Bình, sự cung kính trong giọng nói, bây giờ không còn nữa, người đang đứng thoải mái vĩnh viễn không thể nào hiểu được nỗi đau của người khom lưng vì gánh nặng bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu rõ cảm thụ của người ta thì chú hãy khuyên người ta làm theo ý mình chứ xin lỗi chú còn có chết nhất định không thể nào bỏ qua được hồng trang bước vào trong nhà khép lại cánh cửa sắt sau đó xoay người nói vọng ra với hai người đàn ông đang đứng lơ ngơ trước cửa chú muốn đưa anh ta đi thì cứ việc đưa, con cũng coi như đây là lần cuối cùng, con nhờ đến sự trợ giúp của pháp luật, bây giờ coi như con không còn gì để mất, nếu như anh ta còn tìm đến đây gây sự thì đừng trách tại sao, con gây nên chuyện tuyệt tình. Bà phấn ơi, bà phấn, gặp bà đây may quá, bà thanh toán cho tôi, tiền con dâu của bà mua đồ đạc ở tiệm tôi cả tháng nay rồi, cả chục triệu rồi. Chứ có ít ỏi gì đâu Này cái bà kia Ăn nói quàng xiên cái gì vậy Con dâu nào Con Trang nó mua đồ Thì bà kêu nó tự trả Mắc mớ gì Nhìn thấy tôi mà chặn đường tôi đòi Dẹp đi Bà Sáu là chủ tiệm quần áo lớn nhất nhì cái chợ cái sơn này. Dân chợ búa cũng không phải là dạng vừa để dễ dàng bị bắt nạt. Thấy bà Phấn muốn chối bỏ trách nhiệm, bà ta cười ha ha, rồi ghé tai bà phấn nói nhỏ tôi nói bà nghe không phải là nói cái cô con dâu cũ của bà mà là cô con dâu mới còn còn con trang ấy à nó hiền lành giản dị muốn chết đời nào nó chịu mua thiếu hay còn cái cô con dâu mới của bà ấy trời ơi bà đúng là khéo chọn thật lâu lắm rồi tôi mới gặp khách hàng sành điệu lại chịu chi như nó nó là khách sộp nhất tiệm tôi đấy con dâu bà một lần mua không dưới hai ba triệu nó còn khoe với tôi là bà vô cùng cưng chiều nó và cả đứa con trong bụng muốn mua cái gì bà cũng chiều cứ việc báo với bà thế nào bà cũng chi trả tiền cho bởi vậy tôi mới cho nó thoải mái mượn nợ đến giờ chứ nghe tôi đây bà phấn hiểu ra cảm thấy xây sầm mặt mày cái của nợ tự tìm đến kia lại càng ngày càng quá đáng chỉ chăm chăm chọc cho bà khó thở Với tức giận tím mặt mà thôi Cái con hồng điệp kia rất siêng bày trò Để cho bà thu dọn chiến trường Suốt gần hai tháng nay Nó nằm cảnh ở nhà Ăn không ngồi rồi Lại còn mua sắm tràn lan trên mạng Đáng giận nhất là nó dám lấy danh nghĩa Lo cho cháu nội của bà Để mà mua sắm không có điểm dừng Thế cô chết không cơ chứ Đổ bầu đồ cho trẻ sơ sinh bây giờ chắc là chất đống trong phòng của tài rồi cũng nên bà phấn xót tiền tới đứt ruột nhưng cứ phải ép bản thân mình nén giận than thở với tài thì đúng là uổng công con trai của bà giờ giống như là không còn mặn mà gì với hồng điệp nữa bà phấn không có đồng minh đành phải tự nhủ rằng đây chỉ là chăm lo cho cháu nội đích tôn của bà ta bỏ ra một chút tiền thì có làm sao đâu chứ thế nhưng cái con đàn bà xe xua lười biếng kia dường như lại không biết điểm dừng ban đầu hồng điệp chỉ đặt hàng trên mạng nhưng lại xảo trá lấy địa chỉ nhà bà và tên của bà khiến cho shipper gọi cho bà từ sáng tới tối bởi vì giữ thể diện cho nên bà đành phải bấm bụng trả tiền cho xong mỗi lần bà muốn dăn dậy cô ta thì hồng điệp lại lấy lý do đau đầu đau bụng mà trốn vào trong phòng không thèm ra ngoài nữa Bà Phấn bấm bụng móc tiền ra trả cho bà sáu, rồi sau đó, quay xe về nhà, quên mất luôn chuyện phải đi chợ mua thức ăn. Mà bây giờ trên người của bà, còn có đồng bạc nào đâu, mà đi chợ cơ chứ. Số tiền bao lâu nay, Tài gửi về cho bà, liền bị hắn ta lấy lại tiêu hoang từ lâu, gần hai tháng nay tiền ăn xài của cả gia đình đều móc túi, của bà Phấn mà chi tiêu. Mà chớ trêu là hiện tại bà ta phải lấy chỗ này đắp chỗ kia chứ không còn trông chờ vào tiền lãi ngân hàng bởi vì số tiền gửi ngân hàng đó hiện tại không còn sinh ra lãi nhưng đây là bí mật mà bà vẫn đang ra sức che giấu nên bà ta không thể nào nói rõ tình hình đó với tài nếu như để ông hai nghĩa biết bà lén lút rút hết số tiền gửi ngân hàng để đi đầu tư mua bán đất cùng với em trai thì nguy cơ Bà bị chồng đuổi ra đường Đã sờ sờ ngay trước mặt Vừa bước vào nhà Bà vẫn liền nhìn thấy cô con dâu quý hóa Mặc cái váy hai dây cún cỡn Đang gác chân lên bàn trà Ngồi ăn yến trưng Nhìn đầu tóc láng mướt Cùng với bộ móng tay móng chân được chăm sóc kỹ càng Bà phấn không kìm được sự so sánh Với bộ dạng đầu tóc rối bù của mình Bà nhìn hồng điệp Sau đó nhìn bà Chồng bà kìa có khác gì ô xin vừa mới đi chợ về hay không? Cái bộ dạng nhàn nhã thành thơi, giống như một quý phu nhân chính hiệu của Điệp, đập vào mắt của bà Phấn, khiến lừa giận trong lòng của bà bốc lên ngùn ngụt. Còn quỷ cái báo đời kia, rồi bây giờ mày lộng hành quá rồi, mày dám dùng danh nghĩa con dâu nhà này đi ra ngoài chợ mua thiếu người ta tới 10 triệu bạc. Mày nghĩ cái nhà này có còn mỏ vàng mỏ bạc tại sao mày tiêu xài vô độ như thế hả điệp ơi là điệp ôi trời ơi má má làm cái gì mà vào nhà không lên tiếng rồi tự nhiên lại la mắng con như thế làm con giật mình cháu nội của má trong bụng nó cũng giật mình đấy mà má vừa nói gì cơ ai hoang phí má thử nhìn xem có cái gì mà tôi mua nó nằm ngoài nhu cầu để chăm sóc cho mẹ con của tôi hay chưa toàn là lo cho cháu nội của mẹ không ấy chứ con trai má dạo này bỏ bê tôi, chả lo lắng gì cho tôi. Thì tôi phải tự biết chăm sóc bản thân mình và con của tôi chứ. Hồng Điệp xoa xoa cây tay vào cây bụng mình, đang còn khá bằng phẳng. Hồng Điệp nở một nụ cười đắc thắng, sau đó ngúng nguẩy, bước vào trong phòng. Lục đóng cửa cũng không hề nhẹ nhàng. Tiếng rầm rầm. Tiếng rầm rầm này rội vào tai của bà Phấn, chẳng khác nào tiếng vỡ của con đập chứa đầy tức tối. Nhìn chén bát ngổn ngang trên bàn trà giữa phòng khách, chẳng khác gì một bãi rác. Bà vẫn chẳng còn nhớ được căn nhà này đã từng ngăn nắp gọn ghẽ ra sao. Đã bao lâu rồi, bà không thể có một cuộc sống thư thái với những thú vui giải trí, hào tốn thời gian giống như trước. Dường như là từ lúc con trai của bà lầm lối, khiến cho con dâu đem cháu nội ra khỏi nhà. Ban đầu bà còn không thèm để ý, thậm chí bà còn cảm thấy nhẹ nhõm vì cây gai trong mắt tự bứng gốc mà đi. ấy vậy mà thằng con trai của bà lại rước về một cái của nợ chính hiệu khiến cho bà đau lòng muốn chết. Quả tay quét dọn và dọn dẹp chén bát trên bàn bay xuống đất. Bà phấn lúc này quay trở ngược ra xe và đi tiếp. Ở lại thêm một giây một phút nào nữa bà không chắc mình có thể kiềm chế được để không tát vào khuôn mặt cân cân của Hồng Điệp. Anh làm như vậy là có ý gì? Phải để tôi yên ổn làm ăn mà nuôi con chứ. Đáp lại chàng là một chàng cười khả ố của ba bốn tên đàn ông đang ngồi nhậu nhẹt ngay sân nhỏ trước cửa tiệm thuốc của cô. Đối với thái độ bức xúc này của Trang, Tài chỉ xem như không nghe thấy. Hắn ta thản nhiên cũng ly cùng với bạn, coi như người được nói tới, không phải là hắn. Hôm nay đã gần 10 ngày, hệ cứ tới giờ mở cửa trước tiệm, là Trang lại nhìn thấy hắn. Một bàn cà phê với vài tên đàn ông vừa hút thuốc, vừa văng tục, ỏm tỏi cả một khu. Khách ở quê, dù có quen mấy, cũng ngại đụng chạm. Lỡ mà dây vào rồi, thì chắc chắn là mua nhanh chóng và không bao giờ quay lại. Người chưa vào sẽ lách qua một bên để không dám dây dưa. Vì vậy tiệm thuốc của Trang bắt đầu lâm vào tình trạng ế ẩm. Mỗi ngày chỉ lác đác một vài khách quen. Có ngày còn chẳng bán được đơn nào. Bởi vì quá bức xúc trước thái độ lì lợm của Tài và đám bạn của hắn, Trang nhiều lần gọi điện thoại báo công an khu vực để giải quyết. Nhưng lúc ấy, Tài chỉ đưa ra lý do, đây là cửa tiệm chung của hai vợ chồng, hắn ta có quyền mời bạn bè tới đây chơi. Bởi vì Tài chỉ dừng lại ở hành động tụ tập, nhưng lại chưa gây rối mất trật tự, nên dù gọi công an tới, hắn ta nhất quyết không sợ. Ông Bình dù sao chỉ là một người ba phải, lại có tư tưởng lánh nặng tìm nhẹ, chỉ biết khuyên Trang sớm giải quyết mâu thuẫn riêng, đừng có lúc nào cũng gọi điện phiền cơ quan chức năng. Ngay lúc này đây, Trang không còn thiết tha nhờ giúp đỡ của người khác, nhưng đến khi bọn họ dùng thái độ ngả ngớn, dọa sợ người khách duy nhất ghé qua, Trang không thể nào chịu được sự gây sự trong sự im lặng này nữa, cô quyết định làm cho ra nhẽ này cô em kia ở đâu ra cái thói đuổi bạn bè của chồng chứ bởi vậy mới nói có con vợ không biết điều như cô hèn chi thằng tài nó mới mày im chưa duy tao dặn mày làm sao mới đấy mà quên rồi à đi tới đây có ăn có uống tụi mày phải biết điều giờ đây nó vẫn là vợ tao tụi mày sải xể nó thì khác gì bà vào mặt của tao thấy trên bàn có vẻ bắt đầu mất hòa khí hai tên còn lại bắt đầu lên tiếng can ngăn thôi thôi mỗi người nói ít một câu đều là anh em đừng làm mất vui nào uống đi tên duy kia có vẻ không chịu lép vế cứ gân cổ lên lè nhè và cãi lại tao nói sai chỗ nào con bé này so với hồng điệp ấy thì nó vừa xấu vừa không biết điều là mày nhờ vả tụi này lại đây phá cho nó không làm ăn được con gì giờ lại dở giọng bênh vực à bênh vực cái mẹ gì đúng là cái thứ đạo đức giả này này này, Tài! Dừng lại! Hai tên còn lại dùng hết sức, cũng chưa cản được Tài đưa tay sách cổ của Duy. Cả bàn nháo nhào, đồ đạc đổ vỡ không ít. Từ lời tranh cãi giữa Duy và Tài, Hồng Trang chất lọc trong đó một thông tin khiến cho cô dùng mình về độ hèn hạ của tên chồng khốn nạn này. Hóa ra hắn ta làm nhiều chuyện lắt léo như vậy, chỉ nhằm mục đích khiến cho cô không chịu nổi mà dọn đi đẩy cô ra khỏi chỗ này để chiếm mảnh đất sao? Lạ kỳ thay, bây giờ đối với sự vô tình vô ơn nghĩa của Tài, Hồng Trang không còn thấy đau lòng đau đớn, mà cô chỉ cảm thấy ghê tởm mà thôi. Đám đàn ông vẫn chìm trong tranh cãi không có điểm dừng, thì bỗng nhiên một chậu nước tạt thẳng lên đầu cả đám. À, con kia, mày chán sống rồi có phải không? Hai tên còn lại bị liên lụy hứng một chậu nước rửa chén, cả người ướt ngoi ngót. Nhận ra thủ phạm là Hồng Trang, cả bọn đều muốn nhào tới tính sổ. Tài chỉ đứng đó nhìn mà không hề có hành động can ngăn. Đúng lúc bọn họ hành động thì sau lưng vang lên tiếng còi xe ô tô, cùng với tiếng bánh xe cầy nhanh trên đá sỏi. Cả bọn chỉ kịp phân tán qua hai bên để tránh. Bên Tài nghe rõ rành mạch, tiếng bàn ghế bị tông vỡ. Tài bị trượt chân chưa tránh kịp, chỉ có thể ngã ngồi nhìn chiếc xe lao nhanh về phía mình rồi dừng lại chỉ cách một mũi chân hắn ta chừng một tấc cửa xe mở ra một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu từ tốn bước xuống khoanh tay tựa vào cửa xe đưa mắt nhìn mớ hỗn độn phía trước mặt khỏi không để ý đến ánh mắt như muốn giết người của tài thậm chí anh còn nở một nụ cười trêu tức ôi trời ơi tôi xin lỗi chiều hôm nay mặt trời trói quá nên tôi bị lạc tay lái các anh cứ tính đi thiệt hại bao nhiêu tôi đền lại là mày được lắm tao cứ tưởng là mày biết điều cút xéo khỏi xứ này không ngờ ngày hôm nay mày còn dám vác mặt đến đây mày cứ xem hôm nay tao xử mày ra sao quốc khởi nhìn người đàn ông hùng hồ trước mặt mình trong mắt anh không giấu được sự khinh thường anh biết sở dĩ tên đàn ông sắp cũ của trang có thể lớn giọng trước mặt mình là bởi vì ngày hôm nay được sự hậu thuẫn của ba tên đàn ông bên cạnh. Chưa lần trước ấy à, trước khi vừa nhìn thấy anh bước tới, hắn đã rợm lùi về phía sau, trong miệng chỉ biết trời bậy, chứ thực tế hắn có làm được gì đâu. Đúng là vừa nhát, lại còn vừa hèn nữa. Cuộc khởi không kiềm được sự thắc mắc, tại sao mắt nhìn người của Trang lại có thể tệ đến mức này cơ chứ? Mặc dù ban nãy bốn tên vừa xảy ra tranh chấp kịch liệt, nhưng mà đứng trước kẻ mới xen vào chính là quốc khởi cộng thêm màn hù dọa ban nãy của anh không khó để cho tài và ba tiên bạn của hắn cùng gom về một chiến tuyến duy cùng với hai tên côn đồ lặng lẽ đến đứng sau lưng tài để thể hiện sự ủng hộ cho mình điều này khiến cho hắn cảm thấy đắc thắng vô cùng thái độ khi đứng trước mặt quốc khởi càng lúc càng hùng hổ hơn <laughs> thằng khốn tao muốn dạy cho mày một bài học từ lâu rồi nhưng mà hôm nay mày lại xuất hiện ở đây mày có ngon thì đừng có chạy ai nói với mày là tao chạy chứ mày nhắm làm được gì tao thì mày làm luôn đi anh khởi à anh mau đi đi chuyện này không liên quan gì đến anh bọn nó đang hăng tiết anh đừng để ăn thiệt thòi chàng Quỳnh quáng đến độ muốn khóc cố gắng níu lấy cánh tay của quốc khởi muốn kéo anh về phía chiếc ô tô đang còn mở cửa kia thế nhưng vào lúc này người đàn ông với tấm lưng vững chãi đang đứng chắn trước mặt cô chẳng khác nào tường đồng vách sắt chút sức lực yếu ớt của cô không thể nào lay chuyển được anh dù chỉ là một bước quốc khở nhìn đôi bàn tay trắng trẻo đang bám lấy cánh tay mình cùng với vẻ mặt lo lắng của hồng trang mà không động đậy một lúc sau nhìn thấy bóng nước loay xoay trong mắt cô anh mới thở dài quay qua hỏi cô một câu không đầu không cuối Biết sợ rồi sao Đây là lo cho tôi Hay là lo cho hắn Anh Sao anh hỏi vậy Hỏi để biết Nếu như em lo cho tôi Tôi sẽ cố gắng ra tay Biết nặng biết nhẹ một chút Còn nếu em lo cho thằng hèn này Tôi không giữ sức làm gì Lời còn chưa dứt Khởi lãnh nghiêng người tung một cú đá dứt khoát Vào giữa bụng của Tài Hắn ta bị văng ra xa hơn hai thước cái vỏ chai bia bị vỡ trong tay, đập xuống đá sỏi, tan tành thành nhiều màng. Hèn hạ tới vậy là cùng. Khởi lầm bầm trong miệng, cuối người lượm khúc sắt, Trang đặt sau cánh cửa. Trang chỉ kịp nhìn anh ra tay như chớp, bằng một vài động tác nhanh gọn, đã quất liên tiếp vào người của Duy và hai tên đàn ông kia. Xen lẫn trong tiếng bộp bộp là tiếng kêu la đầy đau đớn của đám bạn của Tài bọn chúng thực ra chỉ là bọn ăn chơi bạc dệ truyền cậy vào số đông và võ mồm để tác oai tác quái hôm nay gặp phải đối thủ liều lĩnh lại có thực lực không một tên nào có thể lướt qua được chỉ biết ôm đầu chịu trận mà thôi trong phút chốc bọn chúng biến thành bao cát cho cây gậy trong tay của khởi mặc tình thăm hỏi tao đã tính kêu bọn mày xông lên một lượt cho đỡ tốn thời gian ai dè chưa kịp nói gì thì lại tư tưởng lớn gặp nhau. Thế nào, đứng đây mà nói chuyện này, đàn ông con trai mà ôm đầu khúng núm làm cái gì? Hay là tụi mày chỉ biết hùng hổ, mồm mép trước mặt đàn bà yếu đuối thôi? Đại ca, anh hai, tụi em, tụi em sai rồi, anh đừng đánh nữa. Người đàn ông tiên duy cố gắng chịu đựng trận mưa gậy, tiến tới ôm lấy chân của khởi, khóc lóc ỉ ôi năn nỉ. Anh nhìn đôi bàn tay đầy bụi đất, dính trên ống quần đen tuyền của mình, bực bội quát lớn. Buông ra, buông ra. Khởi cố gắng rứt ra khỏi sự giằng co của Duy, nhưng tên hèn này cứ ôm giết lấy chân anh, giống như bạch tuộc gỡ hoài không được. Lúc anh còn chưa kịp làm gì khác thì nhìn thấy Hồng Trang hét lên nhào tới. "Khởi à, coi chừng." Trên mặt sân lấm len bụi đất, xuất hiện một vài giọt máu. Tài Hoàng hồn ngây ngẩn cầm một vỏ chai bia nhăm nhở đứng nhìn máu đang nhuộm đỏ ống tay áo của hồng trang thấy có đổ máu mà đối tượng lại không phải là kẻ địch mạnh mẽ phải cần đối phó duy và hai tên kia vội vàng lóp ngóp bò dậy kéo lấy tải lên hai chiếc xe mô tô và chạy bọt đi cuộc khởi nhìn hồng trang đang đau đớn tái xanh cả mặt anh ngừng lại suy nghĩ đuổi theo bọn chúng dạy dỗ tới nơi tới chốn không chần chừ cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người cột chặt phần trên vết thương lại đến bệnh viện tôi không sao đâu tôi có thể tự mình sơ cứu máu chảy nhiều như thế này em tính sơ cứu kiểu gì giờ không phải là lúc để em cậy mạnh đâu đừng ương bướng nữa lần nào em cũng nhìn phát ghét như vậy sao anh khởi không thường lượng tôi quyết định rồi một là em ngoan ngoãn đi Hai là tôi trói em lại đấy Cuộc khởi lo lắng tới độ Không khống chế được âm lượng của mình nữa Anh dọa cho Trang im bặt Cô biết mình nói không lại anh Chỉ hít mũi khe khẽ Rồi lý nhí Tôi chỉ muốn nhờ anh Khóa cửa tiệm dùm tôi Thái độ nhún nhường này của cô Khiến cơn giận của khởi vơi đi một chút Anh để cô xuống bậc thềm Bước tới cửa và kéo lại lúc chưa bấm khóa giống như nhớ ra chuyện gì anh xoay qua hỏi gấp với cô con gái tôi đâu hả anh hỏi gì ai cơ khởi biết là mình mất bình tĩnh nên nói nhầm lúc này hối hận tới mức muốn cắn lưỡi mà chết cho xong tài anh đò lựng vội vàng hắng giọng và sửa lại ngay ý tôi là con gái em bé xíu đâu nhỡ bấm nhốt con bé bên trong thì à Tôi đem gửi nó bên bà ngoại mấy bữa nay Bởi vì tôi biết thế nào Cũng có chuyện xảy đến Nên tôi phòng hờ trước ấy mà Cũng không phải là ngốc tới độ hết thuốc chữa Chẳng qua là cô quá cậy Mạnh mà thôi Nghĩ sao lại có thể tin vào sức lực của mình Có thể đối đầu với bọn vô lại kia được chứ Cuộc khởi nghe xong Thở phào nhẹ nhõm Vội vàng khép hai lớp cửa cuốn bằng sắt lại Rồi luồn ổ khóa vào bên trong trong tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc ấy dường như anh nghe thấy người phụ nữ rắc rối đang cúi đầu ôm lấy cánh tay bị thương lo cho mẹ con tôi như vậy mà nói đi là đi mất hút cả mấy tháng trời anh còn hung dữ như vậy sao anh bấm ống khóa trong lòng có một thôi thúc muốn sửa lại lời nói của người phụ nữ không có lương tâm này chưa có tới hai tháng mới có một tháng hai mươi bảy ngày chứ mấy làm gì mà mấy tháng trời chứ Mà bỏ đi Chuyện trước mắt là đưa cô đến bệnh viện Khâu lại vết thương Còn nợ cũ nợ mới Anh đòi sau cũng được Xong rồi đấy Mảnh vỡ thủy tinh được dọn dẹp sạch sẽ Anh cứ yên tâm Chúng tôi khâu lại vết thương cho chị nhà cẩn thận rồi Bây giờ anh đưa chị ấy về phòng Tiêm chủng lại Để viêm ngừa uốn ván Sau đó thanh toán viện phí Rồi xuống quầy lãnh thuốc Mấy ngày này chú ý, đừng để vết thương dính nước, đừng có lao động nặng để tránh vỡ vết khâu. À vâng, chúng tôi... Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cô bác sĩ trung niên nhìn người đàn ông chỉ mặc chiếc áo thun ba lỗ đang cúi đầu thu gom đồ đạc trước mắt mình. Người thì nhìn vạm vỡ thành thục như vậy nhưng không ngờ từng tuổi này lại còn gây sợ đánh nhau với người ta. Đánh nhau tới mức vợ mình lại bị thương. Thế là cô không nhịn được Liền nói thêm vài câu Này Tôi nói câu này Nghe có vẻ như là vô duyên Xen vào chuyện của người khác Nhưng mà tôi muốn Tôi muốn nói thẳng thế này Em trai à, mình là đàn ông Mình lớn tuổi rồi Chưa có phải là bọn trai trai trẻ trâu đâu Mình phải tu tâm dưỡng tính để phụ vợ phụ con Ai lại đi nhậu nhẹt gây sự đánh nhau như thế Cậu nhìn đi Bữa nay cậu liên lụy vợ cậu về chuyện này khâu hết sáu mũi. Nhỡ như lần sau, lại không được may mắn như thế này thì sao? Ấy, cô ơi, không phải đâu à? Cánh tay đang thoàn thoát của khỏi dừng lại, đôi mày anh trao lại với vẻ phật ý, nhưng mà im lặng không nói chi. Cô bác sĩ không chú ý, vẫn còn muốn tiếp tục một trang thuyết giảng, liên tu bất tận. Hồng Trang sợ anh tranh cãi với người ta, nên vội vàng bỏ đi ý định giải thích rõ mối quan hệ của bọn họ. Cô vội vã kéo lấy anh ra khỏi phòng cấp cứu. Khởi không phản kháng, nhưng anh từ lúc đó không nói một lời nào nữa. Cho đến lúc hai người hoàn thành xong, mọi lời dặn dò rồi ra xe. Mặt của Khởi cứ xa sầm khiến cho Hồng Trang không dám hó he gì nữa. Cô nghĩ chắc là anh thấy Phật lòng, bởi vì cô bác sĩ nhiều chuyện lại hiểu lầm chuyện xảy ra là lỗi của anh. Cũng phải thôi, tự dưng bị thành người đàn ông ăn chơi lêu lồng vũ phu ai mà không bực bội cơ chứ. Xe lướt trên đoạn đường quốc lộ thanh thang, đèn đường lúc mờ lúc tỏ, lướt qua khiến khuôn mặt của khởi chìm trong một vầng ánh sáng lập lòe. Trang nhìn chiếc mũi cao, đôi môi mỏng cùng với chiếc cằm cương nghị của anh. Đột nhiên cô nhận ra, anh đúng là điển trai thật. Không phải cái vẻ đẹp thư sinh mà cô vẫn thích khi còn là một cô thiếu nữ ở anh toát ra nét thu hút của một người đàn ông trưởng thành, cả người tỏa ra cảm giác an toàn cho người đối diện. Anh còn rất ấm áp. Trang thiếp đi trong dòng suy nghĩ vần vơ, bồng bềnh trong giấc ngủ chập chờn. Cô không biết khi trong xe, vang lên tiếng ngáy khe khẽ vì mệt mỏi của mình. Có một khóe miệng, đang căng cứng của một người đàn ông, ngồi trên ghế lái, sau đó nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Anh biết là cô nhìn trộm anh, còn nhìn đến mê mẩn thất thần sau đó ngủ say lúc nào không hay lần đầu tiên anh thấy biết ơn khi người cha bội bạc của mình lại cho anh một vẻ ngoài không đến nỗi tệ cho dù đó là thứ duy nhất ông ta để lại nhưng ít nhất trong lúc này nó giúp được ích cho anh trong việc tiến gần hơn đến bên người con gái anh muốn nụ cười anh càng rộng mở khi nhớ đến hai tiếng chị nhà ban nãy Hiểu lầm thì có sao đâu, điều đó chứng tỏ trong mắt người ngoài, anh và cô thật sự xứng đôi. Thế nhưng ngày sau đó, như nhớ tới chuyện gì, nụ cười kia lại phai nhạt đi ít nhiều. Thật ra Trang đoán sai rồi, thứ khiến cho thái độ của anh trở nên khó gần không phải là sự hiểu nhầm kia. Vì thật ra nó khiến anh khoái gần chết, mà nguyên nhân vì hai chữ có tuổi, đáng ghét kia kìa. Anh có giả như vậy sao? 10 tuổi là khoảng cách lớn lắm hay sao? Sự ấm ức khiến cho trai già như anh câm lặng suốt quãng đường từ phòng cấp cứu tới tận lúc lên xe. Không phải thừa nhận, nhưng hơn 35 năm sống trên đời, chưa bao giờ anh quan tâm tới vẻ ngoài và sự đánh giá của người khác giống như lúc này. Không được, lần này trở lại thành phố, anh phải đăng ký một khóa, bảo dưỡng cấp tốc lại mới được thấy cô gái bên cạnh cựa mình rụt vai khởi điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên rồi cúi xuống rút chiếc áo đồng phục đang nằm trong túi khoác hờ lên người của cô chàng thở dài hài lòng nghiêng người ngủ say xe lướt nhanh trên đường mang theo cô gái đang say giấc nồng lao về phía trước bỏ lại sau lưng vệt bụi mờ cùng với bóng tối bùa vây ngủ đi cô gái của anh chưa biết ngày sau của chúng ta thế nào nhưng ít nhất anh có thể đảm bảo một điều em sẽ luôn có anh bên cạnh em từ khi có sự xuất hiện của khởi quầy thuốc của trang dạo này sóng yên bề lặng tới kỳ lạ sau cái lần tháo chạy cùng với đám bạn cho đến nay đã gần một tháng tài không xuất hiện ở đây nữa lần gần nhất trang gặp hắn là khi cả hai đến dự buổi hòa giải cuối cùng tại tòa án nhân dân huyện Cuộc gặp mặt diễn ra chóng vánh. Ban đầu hai bên không nói với nhau câu nào, dù ở trong phòng hòa giải hay ở bên ngoài. Tại biết, không thể nào đem tình cảm ra níu kéo được Trang, vì cùng đường nên hắn ta chuyển sang một kế hoạch khác. Hắn ta bắt đầu đem quyền nuôi dưỡng con gái ra, để mặc cả với Trang trong việc phân chia tài sản. Và đúng như những gì mà Trang tìm hiểu từ trước, cán bộ tòa phân tích cặn kẽ cho Tài là quyền nuôi dưỡng con cái dưới 36 tháng tuổi sẽ được ưu tiên cho người mẹ. Mà hiện tại Trang đang có công việc và thu nhập ổn định nên chuyện giao Mỹ An lại cho nhà anh ta nuôi dưỡng là điều không thể. Con gái là tất cả những gì mà tôi muốn. Không phải là nhà anh đang chờ đón đứa cháu đích tôn sao? Tranh giành với tôi làm gì? Ngoài người chồng phản bội là anh. Tôi sẽ không bao giờ nhường cho ai bất cứ thứ gì thuộc về tôi nên anh không cần phải hù dọa tôi Hừ, cô kiếm được một thằng đàn ông làm chỗ rửa nên dạo này cô lên mặt với tôi chứ gì cô cũng không biết nhìn lại mình sao đàn bà bị chồng bỏ khác gì chiếc giày rách đâu cô nghĩ rằng cô cao sang cô hấp dẫn tới mức nào mà cô lại tự tin như vậy chứ cô chỉ là một con đàn bà mạt hạn lấy tư cách gì mà tranh giành với tôi vết bầm trên mặt của tài đã tan đi đôi chút nhưng vẫn còn hiền hiện rất rõ ràng hàng ngày nhắc nhở anh ta về cái lần bại trận đáng xấu hổ đó cho nên ánh mắt anh ta nhìn trang lúc này chỉ toàn là đầy căm tức chút ai nấy lẫn tình cảm ngày xưa kia đã bị lòng căm thù lấn át lời anh ta khó nghe tới mức nữ cán bộ tòa án ngồi đối diện phải nhíu mày khó chịu là người trực tiếp giải quyết và nghiên cứu vụ ly hôn dĩ nhiên là cô ấy đã tìm hiểu kỹ về nguyên nhân dẫn tới đổ vỡ của cặp đôi này cho nên cô ấy quá dành câu chuyện tác tệ của cặp em rể chị vợ không biết xấu hổ kia giờ phút này vì quá khó chịu nên cô ấy đành phải lên tiếng nhắc nhở anh tài xin anh chú ý giữ gìn trật tự nơi công cộng anh nói chuyện khó nghe như vậy chị ấy có thể kiện anh vừa lại anh có vẻ như chưa được cung cấp thông tin đầy đủ nhỉ. Theo quy định của pháp luật, tài sản được hình thành trong giai đoạn hôn nhân là tài sản chung của hai người, không thể nào có chuyện chỉ chia cho người này mà không chia cho người kia, trừ khi anh chứng minh được rằng nguồn gốc của tài sản kia là do một mình anh tạo lập hoặc là được cho được tặng. Ok. Liếc nhìn khuôn mặt sượng sùng của hắn, chị cán bộ bình tĩnh nói tiếp. Nếu như không có thỏa thuận thì tòa tiến hành phân chia tài sản theo mức đóng góp và công sức của mỗi người. Với tình hình hiện tại, tài sản kia đang được vợ anh sử dụng với mục đích để nuôi dạy con gái của anh. Thì không có lý gì, chị ấy phải nhường toàn bộ cho anh cả. Mong rằng anh chị sẽ đạt được thỏa thuận để biết tiến trình công việc được suôn sẻ hơn. Dĩ nhiên là thủ tục hòa giải không thành. Hai người phải chờ thêm 7 ngày làm việc nữa để có thể nhận quyết định công nhận thuận tình ly hôn bởi vì khối tài sản chung trong hôn nhân vẫn chưa thỏa thuận được nên sẽ được giải quyết theo yêu cầu của pháp luật trước mặt người đàn ông bạc bẽo này trang không còn gì tiếc nuối lại càng không cảm thấy khiếp sợ chỉ có điều ánh mắt hậm hực của hắn ta khi nhìn cô bước vào trong xe của quốc khởi lại khiến cho cô cảm thấy rùng mình Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Vết nứt, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lan Đình. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 3, Tâm An cảm thấy rất vui cho Hồng Trang bởi vì cô ấy đã quyết định đúng đắn là ly hôn với người chồng dơ bẩn của mình, nhưng mà không biết được rằng là sự tranh chấp sau hôn nhân của cô sẽ như thế nào. Chúng ta cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 4, cũng là tập cuối của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.